Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 77. Diệp giáo viên, mời Diệp giáo viên đi ra. Trên tường thành, không biết là người nào hô lên một câu. Ngay lúc đầu chỉ là một câu, nhưng rất nhanh, tất cả tường thành đều vang lên những tiếng kêu, mời Diệp giáo viên đi ra. Lúc này, Dương Diệp đang làm cái gì? Trong sơn động, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bên trong động hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, Dương Diệp mở mắt ra. Rắc rắc rắc. Có tiếng động nhỏ vang lên, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên vỡ vụn, rất nhiều mảnh nhỏ không gian xuất hiện. Ngoại trừ chỗ Dương Diệp ngồi, xung quanh đều là hố đen không gian. Đây không phải là điểm chính là những hố đen không gian lúc này tự nhiên đã đạt tới cực hạn không thể chữa trị. Thì ra là thế. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt khẽ nhắm lại. Những không gian bị nghiền nát xung quanh lập tức được chữa trị. Tất cả khôi phục trở lại bình thường. Trong lòng Dương Diệp tỉnh táo dùng thần thức nhìn bức tranh sơn thủy này, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười mỉm. Cảnh giới hư vô, hư vô, cho nên có mà giống như không, thực giống như ảo, từ không tới có, từ có đến không. Bản chất của vạn vật, quy luật của vạn vật từ đầu đến cuối. Hóa ra bức tranh sơn thủy có ý này. Lúc này, hắn thật sự hiểu hàm nghĩa của bức tranh sơn thủy này. Thật ra bức tranh sơn thủy này đang nói ra một đạo lý rất đơn giản, đó chính là bản chất. Bản chất của vạn vật, bản chất của kiếm ý. Về điểm ấy thật ra cũng tương tự với kiếm vực, hai bên đều chú ý tới bản chất. Chỉ có điều, kiếm ý chú ý là bản chất của ý cảnh, kiếm vực chú ý là bản chất của vạn vật này bao gồm không gian, thời gian, sinh mạng, còn có tất cả mọi thứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếm vực ở trên ý cảnh vẫn có thể áp chế được ý cảnh. Lúc này, hắn mới hiểu được sự khủng khiếp của kiếm vực. Không hề nghi ngờ, nếu như có một ngày hắn hiểu được bản chất của tất cả, bên trong kiếm vực, hắn có thể làm được một ý nghĩ tạo muôn sông nghìn núi, một ý nghĩ diệt sẽ biến thành thương hải tang điền. Đương nhiên, bây giờ hắn còn cách điều này rất xa. Trời đất nuôi dưỡng vạn vật, đồng thời cũng ràng buộc vạn vật. Ý cảnh của cảnh giới hư vô lại tương đương với cường giả cảnh giới thánh giả đột phá ràng buộc của trời đất. Cường giả cảnh giới thánh giả giao đấu thì phải bước vào không gian hư vô, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ phá hủy không gian trời đất này, lực pháp tắc của trời đất này sẽ không có cách nào chữa trị được. Giống như lúc trước Dương Diệp phóng ra một tia kiếm ý, hắn không thu kiếm ý quay về thì không gian sẽ không được chữa trị. Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ nói. Câu cửa miệng. Tất cả những kẻ dưới thánh giả đều là con kiến hôi, nguyên nhân phải là huyền giả dưới cảnh giới thánh giả không vượt ra ngoài năng lực ràng buộc của trời đất. Những yêu nghiệt ở trung thổ thần châu có thể vượt cấp khiêu chiến với thánh giả, chắc bọn họ nắm giữ huyền kỹ hoặc ý cảnh vượt ra ngoài ràng buộc của trời đất, thậm chí là lực pháp tắc. Nói đến đây, Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, tâm niệm thoáng động. Trong phút chốc, không gian tập tức bị cắt ra, từng vết nứt không gian tối tăm dày đặc xuất hiện xung quanh hắn. Nhìn những khe nứt không gian này, Dương Diệp khẽ nói. Bây giờ có thể mình vẫn không phải là đối thủ của cường giả cảnh giới thánh giả, nhưng ít ra dựa vào kiếm ý cảnh giới hư vô này, mình cũng có thể tổn thương được thánh giả. Kiếm ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước khác nhau lớn tới mức nào? Có thể nói, căn bản không có cách nào so sánh được. Từ trình độ nào đó mà nói, kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước còn chịu sự ràng buộc của trời đất. Bởi vậy, uy lực của nó trước sau có hạn. Mà kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự đã vượt ra ngoài pháp tắc trời đất, căn bản không bị trời đất ràng buộc, hơn nữa còn làm được tới hư vô thật sự. Giống như lúc này, xung quanh đầy những kiếm ý cảnh giới hư vô, nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động, nếu như kiếm ý không phải là của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không cảm giác được. Đừng nói là hắn, nếu như hắn không nhằm vào thánh giả. Kiếm ý cảnh giới hư vô này xuất hiện ở trước mặt một cường giả cảnh giới thánh giả, sợ rằng đối phương cũng không cảm giác được. Dương Diệp vốn muốn lấy dị thứ nguyên phương đi thử uy lực của kiếm ý cảnh giới hư vô, nhưng cuối cùng suy nghĩ một lát vẫn thôi. Điều này căn bản không có ý nghĩa gì. Dù sao theo hắn suy nghĩ, nếu như Thiên Lang Vương đứng cho hắn chém, muốn cắt chút thịt ở trên người đối phương xuống thì vẫn không có vấn đề gì gì. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, hắn đã có thu hoạch rất lớn. Đặc biệt là kiếm ý nâng cao làm cho hắn bất ngờ. Theo hắn suy nghĩ, hắn chỉ muốn thông qua bức tranh sơn thủy này tới nâng cao kiếm ý của mình,
nhưng không nghĩ tới hắn lại trực tiếp tăng lên tới cảnh giới hư vô. Sau khi tăng kiếm ý lên cảnh giới hư vô, Dương Diệp lập tức cắn nuốt tia kiếm ý do tổ sư của kiếm tông để lại cho hắn ý. Lần này hắn cắn nuốt hoàn toàn không khó khăn gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bức tranh sơn thủy do kiếm ý tập trung thành, nếu như cắn nuốt bức tranh này, kiếm ý của hắn có lẽ còn có thể tăng cường thêm một chút. Tuy nhiên, hắn vẫn tự chọn không cắn nuốt, cho dù bây giờ hắn không cần bức tranh này, nhưng vẫn có thể để lại cho người khác. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp chợt dao động. Hắn nhíu mày, đây là truyền âm phù. Truyền âm phù dĩ nhiên phải do hai bên chấp nhận thì mới có thể truyền âm, hơn nữa còn phải có niệm lực tinh thần của đối phương, bởi vì chỉ có niệm lực tinh thần thì truyền âm phù mới có thể tìm được tọa độ không gian của đối phương. Chỉ có Ngọc Vô Song biết vị trí của hắn, bởi vì khi hắn ra khỏi thành đã để lại cách thức liên lạc cho Ngọc Vô Song. Lẽ nào Vô Song gặp chuyện không may? Dương Diệp trầm ngâm một tát rồi vung tay phải lên, lập tức có một giọng nói xuất hiện ở trong đầu hắn. Dương Diệp, Vân Hải Thành lâm nguy, mời ngươi mau trở về Vân Hải Thành. Không phải là giọng nói Ngọc Vô Song, mà là Thương Thanh Ảnh. Vân Hải Thành có liên quan gì đến ta? Con người vẫn phải dựa vào mình. Một, Vân Hải Thành có liên quan gì đến ta? Giọng nói Dương Diệp trực tiếp xuyên qua truyền âm phù xuất hiện. Trên tường thành của Vân Hải Thành, lúc này, tất cả mọi người đều nghe được. Mọi người hơi ngẩn người ra, sau đó lập tức nhớ ra. Lúc này Dương Diệp đã không phải là giáo viên của Thư viện Vân Hải nữa. Nghĩ đến điểm này, trong lòng rất nhiều người lập tức sinh ra bất mãn, không chắc chắn là phẫn nộ. Vì sao Thư viện lại muốn sa thải Diệp giáo viên? Diệp giáo viên rốt cuộc đã làm gì mà Thư viện sa thải? Ta không phục. Diệp giáo viên và Dữ Vân Hải Thành đã lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy, nhưng đổi lấy lại bị Thư viện sa thải, hành vi của Thư viện như vậy làm cho chúng ta thất vọng. Cho dù chúng ta không phải là học sinh của Thư viện, không có tư cách gì bình luận chuyện của Thư viện, nhưng nếu như không có Diệp giáo viên, Vân Hải Thành đã bị phá từ lâu. Có thể nói tính, mạng của chúng ta đều do Diệp giáo viên cứu. Bây giờ hắn lại bị Thư viện sa thải, Thư viện Vân Hải đang tháo cối xay giết lừa à? Xem ra giúp Thư viện Vân Hải làm việc chắc chắn đều sẽ không nhận được kết cục tốt. Nghe nói Diệp giáo viên bị sa thải là bởi vì hắn giết người của ám viện. Nhưng cho dù Diệp giáo viên có sai, nhưng không đến mức bị đuổi ra khỏi Thư viện Vân Hải chứ. Thư viện làm vậy thực sự làm cho lòng ta giá lạnh. Để cho Diệp giáo viên trở về. Để cho Diệp giáo viên trở về. Diệp giáo viên phải trở về. Trên tường thành, đê rất nhiều huyền giả kêu lên. Vẻ mặt Trác giáo viên và đám thánh giả lại có chút khó coi, đặc biệt là Trác giáo viên này. Rất lâu sau, Trác giáo viên nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Truyền âm cho tiểu tử kia, nói thư viện khôi phục thân phận giáo viên cho hắn. Ngọc Vô Song liếc nhìn Trác giáo viên, sau đó truyền âm. Rất lâu sau vẫn không thấy Dương Diệp trả lời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Trác giáo viên trầm xuống. Chấm. Thiên Lang Sơn Mạch, Dương Diệp đã ra khỏi sơn động và nhìn phía ánh sáng nơi chân trời. Hắn tham lam hít sâu một hơi. Không thể không nói, tu luyện khô khan lại nhàm chán. Hơn nữa thời gian còn trôi qua rất nhanh. Thật ra, hắn cũng biết mình tu luyện như vậy đã tính là rất nhanh rồi. Có vài cường giả muốn đột phá, đừng nói là mấy tháng, thậm chí bế quan trên trăm năm n cũng có. Mỗi người muốn trở nên mạnh mẽ vì những mục đích khác nhau. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là sống sót cùng người mình quan tâm, sống sót một cách tự do. Thật ra, điều này hoàn toàn không đơn giản. Người sống ở trong thời đại cường giả làm đầu, muốn sống sót tự do lại có tôn nghiêm thì bản thân điều này đã không phải là một chuyện đơn giản nữa. Bởi vì người yếu bị người mạnh bắt nạt, người không có thực lực thì đừng nói làm cho người mình thích sống sót, bản thân mình có thể sống tốt hay không cũng không thể biết được. Bởi vậy, từ rất lâu trước đó, Dương Diệp đã không có ý nghi ấu trĩ này. Muốn sống thật tốt, có thể, nhưng nắm đấm của ngươi phải đủ cứng, đủ lớn. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. An Nam Tĩnh, Vũ Tịch, Thược Dược, chờ ta, không quá lâu đâu. Dương Diệp dừng lại một chút, khi muốn rời đi thì đột nhiên cổ tay hắn thoáng động, một tấm lá chắn màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhận được tấm lá chắn này từ trong tay lão giả Vân Tiêu Thánh Điện trước đó. Trước đây,
Tấm lá chắn màu trắng này có thể ngăn cản một đòn tấn công của Man Thần Kiếm, tất nhiên không phải là vật tầm thường. Bây giờ vừa nhìn, Dương Diệp càng xác định chắc chắn hơn. Bởi vì tấm lá chắn màu trắng này không ngờ là tiên giai đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra tấm lá chắn màu trắng này có thể hấp thu tổn thương, giống như ma năng thuẫn của hắn trước đây vậy. Tuy nhiên tấm lá chắn màu trắng này còn tốt hơn ma năng thuẫn. Ma năng thuẫn căn bản không chịu nổi một đòn Man Thần Kiếm của hắn, bởi vì ở dưới tình huống hắn sử dụng Man Thần Kiếm, lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn có khả năng chịu được của ma năng thuẫn. Tấm lá chắn màu trắng này lại không như vậy. Nếu như tấm lá chắn này có thể nhỏ lại một chút thì tốt. Dương Diệp khẽ lắc đầu, mặc dù tấm lá chắn này tốt nhưng quá lớn, còn lớn hơn cả người hắn. Bởi vậy khi cầm nó lên sẽ rất bất tiện, nhưng hắn không ngờ mình vừa mới dứt lời. Tấm lá chắn này tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Dương Diệp kinh ngạc, nói. Ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói sao? Tấm lá chắn màu trắng khẽ run lên, giống như đang trả lời hắn. Thấy thế, Dương Diệp mỉm cười, nói. Cũng đúng, ngươi dù gì cũng là tiên khí, nói như thế nào cũng có thể sinh ra linh trí. Ngươi có thể hiện ra nguyên hình cho ta xem không? Tấm lá chắn màu trắng lắc lư trái phải. Dương Diệp nói. Ngươi nói ngươi còn chưa có năng lực biến hóa à? Tấm lá chắn màu trắng lắc lư trên dưới. Tiếp theo, nó lại tới trước mặt Dương Diệp và không ngừng rung lên. Rất lâu sau, Dương Diệp mới hiểu rõ ý của đối phương. Đối phương đang xin hồng mông tử khí của hắn. Bây giờ hắn cũng hiểu rõ vì sao đối phương lấy lòng hắn như thế, hóa ra là vì hồng mông tử khí. Ban đầu, Dương Diệp không rõ vì sao hồng mông tử khí có lực hấp dẫn lớn với những khí linh và yêu thú như vậy. Sau này hắn mới hiểu được, bởi vì này hồng mông tử khí có thể giúp những khí linh này nâng cao trí tuệ, nói đơn giản một chút chính là có thể giúp bọn họ phát sinh trí tuệ thật sự, giống như nhân loại vậy. Mà khí linh đã phát sinh trí tuệ, hồng mông tử khí có thể nâng cao tu vi của bọn chúng, khiến chúng đột phá ràng buộc của bản thân. Nói tóm lại, hồng mông tử khí có lực hấp dẫn chí mạng với những yêu thú và khí linh. Giống như lúc này, tấm lá chắn màu trắng này không tiếc thuần phục hắn chỉ vì có thể nhận được hồng mông tử khí. Rất nhanh, ở dưới yêu cầu của Dương Diệp, tấm lá chắn màu trắng đã nhỏ đi gấp mấy lần, cũng biến thành một hình tròn. Tay trái của Dương Diệp cầm tấm lá chắn màu trắng, tay phải cầm Man Thần Kiếm, không nhịn được khẽ cười. Nếu như bây giờ bảo hắn xông vào đại quân Thiên Lang tộc, dựa vào tấm lá chắn màu trắng cùng Man Thần Kiếm này, hắn hoàn toàn có thể xông vào trong đại quân Thiên Lang tộc mấy trăm vạn con giết qua giết lại. Hơn nữa, nếu như tấm lá chắn màu trắng này có thể thăng cấp đến thần giai. Điều này cũng không phải không có khả năng, bởi vì Dương Diệp phát hiện ra tấm lá chắn màu trắng này giống như liệt thương thiên của An Nam Tĩnh vậy, là một món vũ khí loại trưởng thành. Thật ra Man Thần Kiếm trong tay hắn đều là loại vũ khí trưởng thành. Ban đầu hắn không có khái niệm về thần giai, nhưng sau khi nhìn thấy sự mạnh mẽ của dị thứ Nguyễn Phương, hắn quyết định bồi dưỡng Man Thần Kiếm và cả tấm lá chắn màu trắng này nữa. Tấm lá chắn màu trắng cùng Man Thần Kiếm đều đạt được thần giai, dựa vào kiếm ý cảnh giới hư vô, cho dù là thánh giả cũng có thể đỡ được hai chiêu. Lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện dao động. Dương Diệp nhíu mày, không cần phải nói, đây nhất định là từ Vân Hải Thành truyền đến. Hắn không để ý, cơ thể thoáng di chuyển và lập tức biến mất. Ngược lại không phải là hắn kiểu cách, hắn thật sự không muốn dính dáng đến Thư viện Vân Hải cùng Vân Hải Thành nữa. Bởi vì hắn phát hiện, chuyện này căn bản là tốn sức mà không được cảm ơn. Về phần chuyện thánh giả của Thư viện Vân Hải làm chỗ dựa vững chắc, thành thật mà nói, trước đây sở dĩ hắn giúp Thư viện Vân Hải chủ yếu là vì chuyện này, nhưng với hắn, có thánh giả của Thư viện Vân Hải giúp đỡ thì tốt, không có cũng không sao. Hắn chưa bao giờ gửi gắm hy vọng và sống chết của mình ở trên thân của người khác. Con người vẫn phải dựa vào mình để đi tới. Dương Diệp một đường đi về phía Bắc. Lần này, hắn chuẩn bị quay về Cổ Kiếm Trai, đến đó hắn không cần phải tiếp tục áp chế cảnh giới của mình nữa, thăng cấp đến bán thánh. Đối với hắn, tăng lên tới thánh giả mới là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì điều này chỉ liên quan đến nâng cao thực lực của hắn, còn liên quan đến tuổi thọ của hắn. Phải biết rằng, tuổi thọ của hắn bây giờ chỉ còn không tới mấy tháng. Với tình huống này, hắn căn bản không dám thi triển kiếm vực để đối địch, bởi vì một khi thực lực của đối phương vượt quá áp chế của kiếm vực, vậy không cần đối phương ra tay, hắn sẽ trực tiếp chết đi.
Bởi vì còn ở trong vùng đất của Thiên Lang Sơn Mạch nên Dương Diệp tuyệt đối không lựa chọn ngự kiếm bay, mà một đường chạy như điên. Hắn cũng không muốn dụ thánh giả tới. Cứ như vậy, Dương Diệp chạy như điên về phía cổ kiếm trai. Về phần Vân Hải Thành đã sớm bị hắn ném đến sau đầu. Vân Hải Thành. Một giờ đã qua. Ở trên cửa thành hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Dưới cửa thành, tăng viên vẫn đang điên cuồng công kích cửa thành. Cửa thành cùng tường thành đã hiện ra đầy những vết nứt giống như mạng nhện. Nếu như không phải có mấy chục vạn cường giả đang không ngừng rót vào linh khí, hẳn cửa thành cùng với tường thành đã bị phá từ lâu. Hắn vẫn không quay về sao? Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Ngọc Vô Song, hỏi. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu, nói. Ngươi cũng biết tính cách của hắn, nếu đã rời đi thì làm sao có thể trở về được. Thương giáo viên, nàng cảm thấy hắn sẽ để ý tới chức vụ giáo viên ngoại viện của Thư viện Vân Hải sao? Sẽ không đâu, hắn căn bản không để ý tới chức vụ này. Nhưng ngay cả các ngươi mà hắn cũng không thèm để ý sao? Thương Thanh Ảnh nói. Một khi thành bị phá, ngươi còn có ngoại viện của các ngươi chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Ngọc Vô Song liếc nhìn Thương Thanh Ảnh, nói. Ngươi vẫn không hiểu hắn. Hắn để ý tới chúng ta, nhưng mỗi người đều có con đường mình phải đi. Chúng ta là người của Thư viện Vân Hải, đây là con đường của chúng ta. Con đường của mình thì phải tự mình đi. Cho nên, hắn để ý chúng ta, nhưng không có nghĩa là hắn phải chịu trách nhiệm suốt đời về chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Thương Thanh Ảnh nhìn Ngọc Vô Song, nói. Ngươi rất thông minh lại hiểu hắn như vậy, ngươi chắc chắn biết biện pháp nào đó làm cho hắn chủ động trở về, đúng không? Ngọc Vô Song liếc nhìn Thương Thanh Ảnh, nói. Thương giáo viên, làm người không thể ích kỷ như thế được. Bây giờ Dương Diệp đã không phải là người của Thư viện Vân Hải. Nói khó nghe, Thư viện Vân Hải chúng ta có tư cách gì bảo hắn trở về liều mạng cùng tăng viên? Dựa vào cái gì, hắn lại không nợ Thư viện Vân Hải chúng ta? Cơ thể Thương Thanh Ảnh khẽ run lên, Ngọc Vô Song nói một lời đã cảnh tỉnh nàng. Lúc này, Dương Diệp đã không phải là người của Thư viện Vân Hải, người ta dựa vào cái gì phải tới liều mạng giúp Thư viện Vân Hải? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, Thư viện Vân Hải còn đuổi hắn ra khỏi Vân Hải Thành. Bây giờ Vân Hải Thành có khó khăn, lại muốn tìm hắn về, thử nghĩ xem, nếu như mình gặp phải chuyện này, mình sẽ trở về sao? Các vị Vân Hải Thành, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi. Lúc này, giọng nói tăng viên đột nhiên vang lên trên không trung của Vân Hải Thành giống như tiếng sấm rền. Tăng viên vừa nói dứt lời. Cửa thành cùng mặt tường thành trực tiếp vỡ vụn ra. Tiếp theo, tăng viên hóa thành một ánh lửa xông vào trong cửa thành. Mấy nghìn cường giả vốn canh giữ ở trong cửa thành trực tiếp bị ánh lửa này va chạm, thần hồn đều bị tiêu diệt. Trở lại thư viện, một. Khi tăng viên lao vào cửa thành, đám kim cương viên sau lưng hắn lập tức gào thét một tiếng và theo sát phía sau. Tăng viên vào cửa thành chưa tới 5 hơi thở, đã có 3 vạn cường giả nhân loại bị mất mạng. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, mặc cho cường giả nhân loại công kích, nhưng những công kích năng lượng này căn bản không có hiệu quả gì với hắn. Một lần công kích mạnh nhất cũng chỉ làm cho hắn lùi lại khoảng 10 bước. Nhưng hắn không hề bị thương. Hắn vừa tiếp xúc với cường giả nhân loại gần như chắc chắn sẽ mất mạng. Ngay từ lúc đầu còn có cường giả nhân loại xông lên, nhưng rất nhanh đã không người nào dám xông lên nữa. Nếu như không phải trên tường thành còn có thánh giả, những người này đều tính bỏ chạy rồi. Thánh giả. Ánh mắt mọi người đều nhìn đám người trác giáo viên trên tường thành. Trên tường thành, tổng cộng có 5 thánh giả, chỉ cần bất kỳ người nào trong đó ra tay, tăng viên sẽ lập tức trở thành cặn bã. Lúc này, sắc mặt đám người trác giáo viên rất khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, bọn họ nghĩ đến cảnh Dương Diệp tàn sát yêu thú trước đó. Khi đó, Thiên Lang Vương và đám thánh giả giống như bọn họ bây giờ, cho dù hận không thể một tát đập chết Dương Diệp, nhưng điều Thiên Lang Vương và đám thánh giả có thể làm chính là nhìn, bởi vì bọn họ vẫn luôn kìm chế đám người Thiên Lang Vương. Mà bây giờ, nhân vật đổi chỗ, bọn họ chỉ có thể nhìn tăng viên tàn sát nhân loại trong thành như vậy, bởi vì Thiên Lang Vương và đám thánh giả đã phong tỏa bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa ra tay, đối phương lại sẽ lập tức ra tay. Khi đó, bọn họ sẽ bước vào trong không trung, nếu không, chờ đợi bọn họ chính là rất nhiều thánh giả truy sát. Thánh giả giao đấu thì phải bước vào không trung,
không ai dám khiêu khích quy định bất thành văn của linh giới này. Bảo đội chấp pháp đi ra. Trác giáo viên đột nhiên nói. Không ngăn cản được hắn. Thánh giả áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên lắc đầu nói. Dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Trác giáo viên trầm giọng nói. Thánh giả áo bào đen liếc nhìn Trác giáo viên, sau đó khẽ gật đầu. Rất nhanh, 100 huyền giả mặc trường bào màu đen trắng xuất hiện ở dưới cửa thành, chắn ở trước mặt tăng viên này. 100 huyền giả mặc trường bào màu đen trắng đều là bán thánh cao cấp. Tăng viên liếc mắt nhìn những người này, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh, nói. Ta nghĩ, các ngươi chính là đội chấp pháp có lực lượng bảo vệ dưới thánh giả mạnh nhất của Thư viện Vân Hải. Tới đây, cho ta xem thử các ngươi yếu tới mức nào. Dứt lời, chân phải hắn chợt đạp một cái, cả người bắn ra. Ầm, một tiếng động khẽ, một huyền giả của đội chấp pháp lùi lại gần nghìn trượng. Giết! Trong đội chấp pháp đột nhiên vang lên giọng nói của một người, tiếp theo, rất nhiều thành viên của đội chấp pháp đều bắn mạnh về phía tăng viên. Chẳng bao lâu, tăng viên cùng đám người huyền giả của đội chấp pháp chiến đấu với nhau. Nhìn thấy có người cuối cùng có thể chống đỡ tăng viên, trong lòng vô số người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, một bóng người bay ra ngoài. Tiếp theo, bóng đen này trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát ngay trên không trung. Đó là thành viên của đội chấp pháp. Mọi người hoảng hốt nhìn lại, chỉ thấy sau đó trăm lần hít thở lại có một đội chấp pháp huyền giả bị mất mạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tảng đá trong lòng mọi người vốn hạ xuống lại được nâng lên, hơn nữa càng nặng nề hơn trước. Lúc này, những kim cương viên cũng xông vào trong thành, chiến đấu cùng vô số huyền giả nhân loại. Cho dù số lượng của những kim cương viên kia không nhiều bằng nhân loại, nhưng lúc này nhân loại lại phía thất bại. Bởi vì phòng ngự của những kim cương viên này thật sự quá kinh khủng, huyền giả nhân loại căn bản không phá nổi phòng ngự của những kim cương viên cùng cấp với bọn họ. Mà chỉ cần nhân loại bên này bị bọn họ sờ tới thì lập tức không chết cũng bị thương. Hơn nữa, hình thể của những kim cương viên rất lớn, đối huyền giả nhân loại, đây hoàn toàn là một tai họa. Tiếp tục như vậy nữa, tối đa một giờ thì người của đội chấp pháp sẽ chết hết. Thánh giả áo bào đen bên cạnh Trác giáo viên trầm giọng nói. Phòng ngự của tăng viên đã tương đương với thánh giai nửa bước, thành viên của đội chấp pháp cũng không phá được phòng ngự của hắn. Ngay từ lúc đầu, kết cục của trận chiến đấu này đã được quyết định. Một khi đội chấp pháp hoàn toàn bị diệt sạch, lấy thực lực của tăng viên, hai cửa thành khác của chúng ta cũng sẽ lập tức bị phá. Khi đó, chúng ta ba mặt đều có địch. Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Tới lúc đó, Vân Hải Thành sẽ trở thành một tòa thành chết. Thư viện Vân Hải ta cũng mất đi khu vực hòa hoãn xung đột Vân Hải Thành này. Mặt trước chống lại liên quân của Thiên Lang Sơn Mạch. Nếu thật sự không được, chúng ta chỉ cần lui về Thư viện Vân Hải. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Nếu là lúc trước thì còn có thể. Nhưng bây giờ, chỉ cần chúng ta lùi lại một bước, nhất định sẽ đổi lấy công kích mang tính hủy diệt của yêu thú. Hơn nữa, một khi hạ lệnh lui quân, lòng quân cùng lòng người sẽ tan rã, như vậy Thư viện Vân Hải ta sẽ thật sự kết thúc. Lẽ nào chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Thương Thanh Ảnh nói. Ngọc Vô Song nhìn về phía đám người Trác giáo viên, nói. Các vị tiền bối, vãn bối không biết chuyện gì đã xảy ra giữa các vị tiền bối cùng Dương Diệp. Nhưng vào giờ phút này, chỉ có Dương Diệp mới có thể ngăn cản được tăng viên. Cũng chỉ có ngăn chặn tăng viên thì mới có thể giết được khí thế cùng uy phong của đại quân kim cương viên này. Cũng chỉ có như vậy, lòng quân và lòng người bên phía chúng ta mới có thể một lần nữa phân chấn. Có thể nói Dương Diệp là hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ. Tuy thực lực của Dương Diệp mạnh, nhưng hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới hoàng giả. Thánh giả áo bào đen nói. Lấy thực lực của hắn, sợ rằng còn không bằng Vân Hải, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được tăng viên. Bởi vì hắn lĩnh ngộ kiếm ý cùng sát ý cảnh giới hư vô nửa bước, có hai cái này, hắn có thể phá được phòng ngự của tăng viên. Ngọc Vô Song nói. Hơn nữa, trước đây hắn chỉ là cảnh giới tôn giả lại dám trực tiếp đánh lên thanh đạo môn, đồng thời đỡ được một chiêu của thanh đạo phu ở thanh đạo môn mà không bại. Các vị tiền bối tự nghĩ xem, thực lực của Dương Diệp TĐH thật sự chỉ như hắn thể hiện ra sao? Mí mắt đám người Trác giáo viên khẽ giật. Đúng vậy. Cho tới bây giờ Dương Diệp hình như còn không thể hiện ra thực lực chân chính của mình.
Sở dĩ mà gọi người đều cho rằng hắn kém hơn năm thiên tài lớn là vì hắn chỉ có cảnh giới hoàng giả. Dù sao, Dương Diệp yêu nghiệt như vậy, cảnh giới kém hơn năm thiên tài lớn vài cấp. Mà năm thiên tài lớn đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cho nên trong suy nghĩ của bọn họ cùng với tất cả mọi người, Dương Diệp căn bản không có khả năng khiêu chiến vượt cấp năm thiên tài lớn, bởi vì bản thân năm thiên tài lớn là yêu nghiệt siêu cấp có thể khiêu chiến vượt cấp. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho tới nay, mọi người đều theo tiềm thức cảm thấy Dương Diệp không bằng năm thiên tài lớn. Nhưng tình huống thật sự thì thế nào? Dương Diệp đã từng đấu cùng năm thiên tài lớn rồi sao? Không. Đám người Trác giáo viên trầm ngâm rất lâu, cuối cùng, thánh giả áo bào đen cùng với ba thánh giả khác nhìn về phía Trác giáo viên. Có thể nói, sở dĩ Dương Diệp rời khỏi Vân Hải Thành cũng là vì Trác giáo viên. Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông làm, muốn Dương Diệp trở về thì phải xem thái độ của Trác giáo viên. Trác giáo viên xoay người nhìn về phía dưới, ở đó có vô số thi thể nhân loại, có thi thể hoàn chỉnh, có thi thể không trọn vẹn, cũng có rất nhiều thi thể bị yêu thú trực tiếp ăn. Cảnh tượng như vậy có rất nhiều, rất nhiều. Trong đó, có rất nhiều người là trưởng lão, hộ pháp, giáo viên của Thư viện Vân Hải. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía đội chấp pháp đang chiến đấu cùng tăng viên. Lúc này, đội chấp pháp chỉ còn lại có 70 người. Hơn nữa, số người này vẫn đang không ngừng giảm xuống. Những nào đó đều tinh anh chân chính của Thư viện Vân Hải. Trong đó còn có rất nhiều người là học sinh của hắn. Người của đội chấp pháp đều là tinh anh, nhưng vẫn không đấu lại được tăng viên. Bởi vì thực lực của tăng viên thật ra đã vượt xa bán thánh cao cấp bình thường. Tiếp tục như thế, đội chấp pháp sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng những thành viên của đội chấp pháp không một người nào lùi bước, cho dù chết một người thì một người khác sẽ xông lên. Dũng cảm lại thê thảm. Rất lâu sau, Trác giáo viên thu hồi ánh mắt, hắn im lặng rất lâu mới đột nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Nha đầu, lại truyền âm một lần nữa. Nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, vẻ mặt mấy thánh giả bên cạnh hắn lập tức thả lỏng. Bọn họ biết Trác giáo viên đã quyết định xong. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Trác giáo viên và thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Trác giáo viên đã quyết định cho Dương Diệp trở về. Đương nhiên nàng cũng biết, muốn cho Dương Diệp trở về thì Thư viện Vân Hải này chuẩn bị phải trả cái giá đắt. Sở dĩ nàng đề nghị để cho Dương Diệp trở về, mục đích thực sự không hoàn toàn vì Thư viện Vân Hải cùng Vân Hải Thành, mà bởi vì Dương Diệp. Nàng không muốn quan hệ giữa Dương Diệp cùng Thư viện Vân Hải thật sự trở nên bế tắc. Điều này đối với Dương Diệp thật sự là trăm hại không một lợi. Hơn nữa, nếu như lúc này Thư viện Vân Hải muốn Dương Diệp trở về, Dương Diệp chắc chắn vẫn có thể có được rất nhiều lợi ích. Về phần Dương Diệp có thể chiến đấu được với tăng viên hay không, nàng tất nhiên đã suy nghĩ qua. Nàng không biết thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng nàng có lòng tin vào Dương Diệp, có lẽ Dương Diệp không giết được tăng viên, nhưng muốn ngăn chặn tăng viên đến khi hai người Lục Uyển Nhi cùng Thanh Đạo Phu chạy tới, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ngọc Vô Song lấy ra một bùa chú, sau đó bắt đầu truyền âm. Ngoài vạn dặm, Dương Diệp đang chạy về phía cổ kiếm trai thì đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lần này Ngọc Vô Song truyền âm cho hắn không chỉ truyền một lần giống như trước đây, mà một liên hệ truyền ba lần. Vân Hải Thành thật đã bị phá rồi sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày và vung tay phải lên, tiếp nhận truyền âm phù. Nhưng vừa nhận truyền âm phù, một lực lượng thần bí bên trong không gian kia đã kéo hắn tới. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn vừa định phản kích nhưng đã không kịp, lực lượng kia lập tức bao phủ lấy hắn. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp truyền đến cảm giác choáng váng. Không biết qua bao lâu, đầu Dương Diệp mới thấy đỡ hơn. Khi hắn mở mắt ra thì bản thân đã đi tới một không gian hư ảo. Dương Diệp đang thấy khó hiểu thì một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau lưng hắn. Đừng nhìn nữa, đây là không gian hư ảo do ta tạo nên, bây giờ chẳng qua là thần thức của ngươi tiến vào đây thôi. Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy đứng trước mặt hắn là năm lão già, trong đó người đi đầu chính là Trác giáo viên này. Dương Diệp hơi ngẩn người ra rồi nở nụ cười rạng rỡ, nói. Hóa ra là Trác giáo viên và các vị tiền bối, không biết các vị tiền bối đưa ta tới đây là có ý gì? Thánh giả áo bào đen ho khan một tiếng, sau đó tươi cười nói. Dương Diệp, chúng ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ, phát hiện để ngươi rời khỏi thư viện là tổn thất lớn của thư viện chúng ta, cho nên, chúng ta quyết định để ngươi trở lại thư viện nắm giữ ngoại viện.
Trở lại thư viện, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói. Thật ra sau khi rời khỏi thư viện, ta cũng tự mình kiểm điểm qua. Trước đây các vị tiền bối làm vậy cũng không sai, dù sao tính cách con người ta thật sự không thích hợp làm giáo viên. Hơn nữa, con người của ta thích tự do, không thích bị người khác ràng buộc, càng không muốn sau này phải làm cho các vị tiền bối khó xử. Cho nên, lúc này các tiền bối không cần nói tới chuyện trở lại thư viện nữa. Đúng không cần nói nữa đâu. Biểu tình đám người thánh giả áo bào đen lập tức cứng đờ. Vân Hải Thành, có liên quan với ta. 1. Dương Diệp, người thông minh không nói vòng vo. Lúc này, Trác giáo viên đột nhiên nói. Chúng ta không phải thật sự muốn người trở về thư viện, lần nào mục đích chủ yếu chúng ta tới đây là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian, giữ chân tăng viên. Đương nhiên, thư viện Vân Hải ta sẽ không để cho ngươi liều mạng không công. Người có điều kiện gì cứ việc nói. Đương nhiên, ta hy vọng là hợp lý. Dương Diệp nhìn Trác giáo viên, nói. Không biết thư viện Vân Hải có thể cho ta những gì? Huyền bảo, huyền kỹ tiên giai, đá năng lượng siêu phẩm. Trác giáo viên nhìn thắng Dương Diệp, hy vọng nhìn thấy vẻ kích động mừng rỡ ở trên mặt Dương Diệp. Dù sao cho dù bán thánh cao cấp cũng muốn nhận được những thứ có đẳng cấp tiên giai. Nhưng hắn đã phải thất vọng rồi. Trên mặt Dương Diệp không có vẻ mặt như hắn muốn thấy, chỉ có sự bình tĩnh và châm chọc. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, man thần kiếm và tấm lá chắn màu trắng xuất hiện ở trên tay, hắn nói. Hai bảo vật này đều là tiên giai thượng phẩm, về phần huyền kỹ. Nói đến đây, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trên tay, sau đó hắn ngưng tụ ra ý kiếm và cắm vào vỏ kiếm cổ rồi rút ra, một đường kiếm khí trực tiếp tiến vào không trung. Kiếm khí cường đại xé rách một đường không gian, dường như trời đất này cũng sắp bị hoàn toàn xé rách vậy. Dương Diệp nhìn Trác giáo viên, nói. Huyền bảo tiên giai sao? Ta có. Huyền kỹ tiên giai sao? Ta cũng có. Những thứ đó ta đều có, vì sao ta còn phải đi liều mạng, vô duyên vô cớ trêu chọc kẻ địch chứ? Trác giáo viên liếc nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ta biết ngươi để ý chuyện thư viện sa thải ngươi. Còn cả chuyện ta đã đuổi ngươi ra khỏi Vân Hải Thành. Tiền bối sai rồi. Dương Diệp cắt ngang lời Trác giáo viên nói. Không quan tâm vì nguyên nhân gì, theo thư viện Vân Hải thì chuyện ta tàn sát người của ám viện là sai, ảnh hưởng cũng rất xấu. Thư viện Vân Hải muốn trừng phạt ta để cho mọi người một câu trả lời. Về chuyện này, thư viện Vân Hải tuyệt đối không làm sai. Cho nên nguyên nhân chủ yếu khiến ta rời khỏi thư viện Vân Hải cũng không phải bởi vì thư viện muốn trừng phạt ta. Mà bởi vì ta muốn tĩnh tâm tu luyện, giống như lời ta nói, ta là một người thích tự do, ta không thích bị ràng buộc. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Trác giáo viên vô cùng kinh ngạc. Ban đầu, bọn họ tưởng trước đó Dương Diệp chủ động rời khỏi thư viện Vân Hải là bởi vì bực bội với thư viện, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chúng ta thật sự đã coi thường ngươi. Thánh giả áo bào đen nói. Dương Diệp cười khẽ, nói. Bây giờ thư viện đang trong lúc rối loạn, ta ở trong thư viện sẽ gặp rất nhiều phiền phức không ngừng kéo tới. Mà ta lại muốn mau chóng nâng cao thực lực, cho nên rời khỏi thư viện là lựa chọn tốt nhất với ta. Hơn nữa cứ như vậy, cũng tránh cho sau này có thể phát sinh nhiều mâu thuẫn cùng xung đột với thư viện. Đây chính là một công đôi việc. Sắc mặt đám người Trác giáo viên đã dịu xuống rất nhiều. Ngay từ lúc đầu, bọn họ cho rằng Dương Diệp có tài thì kiêu căng. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện không phải như vậy. Sở dĩ hắn rời khỏi thư viện, cũng không phải hy vọng lấy chuyện này tới áp chế thư viện, mà người ta không muốn dính lấy phiền phức, muốn yên tĩnh tu luyện. Ban đầu, cho dù Dương Diệp muốn rời đi thư viện cũng không thể rời đi, bởi vì hắn không có lý do gì. Khi đó hắn vẫn là giáo viên của thư viện Vân Hải, bảo vệ thư viện Vân Hải cùng Vân Hải Thành là trách nhiệm của hắn, nếu rời khỏi thư viện thì tương đương với phản bội thư viện. Nhưng hắn vốn không có lý do rời đi. Thư viện Vân Hải lại chủ động cho hắn một lý do. Lúc này, trong lòng các thánh giả cảm thấy cay đắng. Đặc biệt là Trác giáo viên, nếu như không phải vì hắn, cho dù Dương Diệp không phải là giáo viên, nhưng chắc chắn còn có thể ở lại Vân Hải Thành. Chỉ cần hắn ở lại Vân Hải Thành, hắn sẽ không thể đứng nhìn Vân Hải Thành bị phá, bởi vì bên trong còn có học sinh của hắn, còn có người hắn để ý. Nhưng bây giờ, rất lâu sau, Trác giáo viên nói. Dương Diệp, lúc này thánh giả chúng ta đều bị kìm chế,
Vân Hải Thành không có người nào có thể ngăn cản được Tăng Viên, tối đa không đến nửa canh giờ nữa, Vân Hải Thành sẽ hoàn toàn bị chiếm đóng. Chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi. Dương Diệp nhìn các thánh giả, nói. Các vị tiền bối, nói khó nghe thì điều này có liên quan gì với ta? Vân Hải Thành còn có học sinh ngoại viện của ngươi. Thánh giả áo bào đen trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không có khả năng bảo vệ được bọn cả đời họ, có một số việc vẫn phải do bản thân bọn họ đi làm. Dù sống hay chết cũng là con đường mà bản thân bọn họ lựa, không trách được người khác. Chúng ta đổi cách thức nói chuyện đi. Trác giáo viên nói. Từ bây giờ, chúng ta không xem ngươi là giáo viên của Thư viện Vân Hải nữa. Bây giờ, ta đại biểu Thư viện Vân Hải thỉnh cầu ngươi trợ giúp, ngươi có điều kiện gì cứ việc đưa ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Trác giáo viên, nói. Điều kiện gì cũng được sao? Khóe miệng Trác giáo viên thoáng co giật, sau đó khẽ gật đầu và nói. Đương nhiên, nếu như ngươi đưa ra điều kiện mà Thư viện Vân Hải ta không làm được, ví dụ như đi giúp ngươi giết một thế lực cấp bạch kim, vậy thì đừng nói. Ta sợ ta không nhìn được sẽ đập chết ngươi. Dương Diệp nói. Ta còn chưa ngu xuẩn tới mức như vậy. Ta chỉ ngăn cản Tăng Viên một giờ, sau nửa canh giờ, giao dịch giữa ta với Thư viện Vân Hải sẽ kết thúc. Khóe miệng Trác giáo viên lại khẽ giật, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Dương Diệp nói. Nếu như vậy, ta bắt đầu nói điều kiện của ta. Điều kiện của ta cũng không nhiều, chỉ có 3 điều. Sau khi Dương Diệp nói ra điều kiện của hắn, lần này không chỉ cơ mặt của Trác giáo viên khẽ giật, ngay cả năm thánh giả bên cạnh bắt đầu nhăn nhó. Sắc mặt mấy người đều thật sự không dễ nhìn. Chấm 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 chấm. Vân Hải Thành. Lúc này Vân Hải Thành đã tràn ngập nguy cơ, cửa thành phía bắc cùng của thành phía nam còn tốt, cổ kiếm trai cùng cường giả thanh đạo môn dựa vào đại trận bảo hộ thành và tường thành vẫn miễn cưỡng có thể ngăn cản được đại quân thiên lang tộc cùng đại quân mãng tộc. Nhưng ở cửa thành chính đã không có cổng, giờ phút này của thành chính đã trở thành bãi chiến trường. Thi thể của nhân loại, thi thể của yêu thú xếp thành đống chồng chất trên mặt đất, máu tươi chảy trên mặt đất giống như vũng nước nhỏ. Ở đó, Tăng Viên vẫn đang chiến đấu kịch liệt cùng đội chấp pháp. Tăng Viên càng đánh càng hăng, số người của đội chấp pháp lại càng đánh càng ít. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ là tình hình lại tốt hơn trước rất nhiều. Ngay lúc đầu đội chấp pháp cũng không biết Tăng Viên mạnh mẽ, bởi vậy cứng rắn đấu trực diện với Tăng Viên, nhưng kết quả chính là người của bọn họ càng lúc càng chết nhiều. Sau đó, khi được Ngọc Vô Song nhắc nhở, đội chấp pháp thay đổi sách lược, không cứng rắn đấu với Tăng Viên nữa. Mà là bắt đầu đánh du kích, kìm chế Tăng Viên, đạt được mục đích kéo dài thời gian. Đúng vậy, kéo dài thời gian. Bất kể là đội chấp pháp hay đám người Ngọc Vô Song đều biết bọn họ căn bản không có khả năng giết được Tăng Viên, bởi vì trong bọn họ không có người nào có thể phá được phòng ngự của Tăng Viên. Điều bọn họ nên làm, phải nói là chỉ có thể làm chính là kéo dài thời gian để chờ đợi viện quân đến. Đội chấp pháp lui ra, tiểu đội thứ nhất xông lên. Các người không nên tham chiến, sử dụng ra tất cả huyền kỹ mạnh nhất của các ngươi xong lập tức lui lại, tiểu đội thứ hai chuẩn bị. Sau khi tiểu đội thứ nhất lui lại, tiểu đội thứ hai lập tức xông lên. Trên tường thành đầy thi thể, Ngọc Vô Song không ngừng truyền ra từng mệnh lệnh. Người của đội chấp pháp không hề do dự, lập tức lùi về phía sau. Cùng lúc đó, một đội trăm người bán thánh cao cấp lập tức đi tới thế chỗ. Sau đó những bán thánh cao cấp này bắt đầu điên cuồng thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất của mình. Rất nhiều công kích năng lượng giống như che trời lấp đất đánh về phía Tăng Viên. Cho dù một đòn mạnh nhất của những bán thánh cao cấp này vẫn không thể nào phá vỡ được phòng ngự của Tăng Viên, nhưng rõ ràng hắn cũng không chịu nổi, ở dưới những công kích năng lượng này, hắn không ngừng bị đẩy lui, đã lùi đến chỗ cửa thành ban đầu. Những bán thánh cao cấp rõ ràng đều không e ngại hết huyền khí. Mỗi người điên cuồng thi triển ra huyền khí mạnh nhất. Mãi đến khi huyền khí bên trong cơ thể của bọn họ đã cạn kiệt, cũng không thi triển ra được huyền khí nữa, lúc này bọn họ mới lui lại. Đội thứ hai lên. Nhóm đầu tiên vừa kết thúc, giọng nói Ngọc Vô Song lập tức vang lên ở trong không trung. Tiếp theo, nhóm cường giả bán thánh cao cấp thứ hai đã vội vàng xông tới, sau đó bắt đầu một đợt tấn công điên cuồng mới. Cứ như vậy, nhờ Vân Hải Thành bên này xa luân chiến, Tăng Viên miễn cưỡng bị ngăn cản. Như vậy có thể kéo dài tới khi đám người Lục Uyển Nhi chạy tới sao? Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Mặt Ngọc Vô Song không thay đổi liếc nhìn Thương Thanh Ảnh, nói.
Ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Biện pháp này của chúng ta đánh cho tăng viên trở tay không kịp, cộng thêm chúng ta chiếm tiên cơ làm cho hắn không có cơ hội đánh trả. Một khi hắn nghỉ ngơi một lát, biện pháp này của chúng ta sẽ không có tác dụng với hắn nữa. Vậy chúng ta làm như thế chẳng phải là phí công sao? Thương Thanh Ảnh hỏi. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Cũng không phải, có thể không kịp chờ đám người Lục Uyển Nhi chạy tới, nhưng nếu như muốn chờ cho Dương Diệp chạy tới thì vẫn có thể được. Bởi vì bây giờ Dương Diệp chắc chắn còn ở trong phạm vi của Thiên Lang Sơn Mạch, chỉ cần hắn toàn lực chạy tới, không đến một khắc là có thể đến đây. Dương Diệp. Thương Thanh Ảnh trầm ngâm rất lâu, nói. Hắn sẽ đến không? Ngọc Vô Song liếc nhìn Thương Thanh Ảnh, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ta không nhìn thấu người này, có lúc hắn kích động giống như một người điên, nhưng có khi lại làm người ta cảm thấy hắn thật ra rất trí tuệ, làm chuyện gì cũng suy nghĩ tới hậu quả. Lần này, theo đạo lý hắn chắc sẽ tới, bởi vì các ngươi ở Vân Hải Thành. Nhưng nếu chỉ là như vậy, hắn muốn tới thì đã sớm tới rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ còn chưa tới. Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Hắn tới hay không sẽ được quyết định bởi thái độ của thư viện. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, Ngọc Vô Song đã khoát tay áo cản nàng và nhìn về phía dưới, nói. Đội chấp pháp chuẩn bị. Rất nhanh, đội thứ hai lui xuống, đội chấp pháp lập tức nghênh đón. Lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Gào. Một tiếng giống to đột nhiên vang lên. Một ít cường giả dưới bán thánh trực tiếp bị chấn động tới thất khiếu chảy máu. Một ít huyền giả cảnh giới dưới hoàng giả còn trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Một con đại kim viên cao khoảng 10 trượng, rộng 4-5 trượng xuất hiện ở nơi cửa thành. Kim viên có hình dáng như một ngọn núi nhỏ, một ngón út của hắn cũng gấp mấy cơ thể của một người. Tăng viên. Đó là tăng viên sau khi khôi phục lại bản thể. Vô số người hoảng hốt. Sau khi tăng viên biến thân, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngọc Vô Song đang đứng trên tường thành, nói. Nữ hài này thật sự đáng ghét, chết cho ta. Dứt lời, hắn giơ bàn tay khổng lồ kia lên và đập về phía đám người Ngọc Vô Song. Trong giây lát, đám người Ngọc Vô Song đứng trên tường thành đã biến thành một đống bột mịn. Người bị coi thường đúng không? Một. Vô số người hóa đá. Đám người Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh lại chết như vậy sao? Không đúng, có người ngăn cản tăng viên. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên trong không trung. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy ở dưới bàn tay khổng lồ của tăng viên có một người đang đứng. Bởi vì bàn tay tăng viên quá lớn, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được. Rất nhanh, có người thấy rõ hình dáng của người này. Trời ạ, hắn là Diệp giáo viên, là Diệp giáo viên. Trời ạ, là Diệp giáo viên. Thật sự là Diệp giáo viên. Diệp giáo viên vạn tuế, Diệp giáo viên vạn tuế. Thật sự là Diệp giáo viên. Ta, xông lên. Diệp giáo viên. Diệp giáo viên. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở cửa thành chính đều hoan hô ầm ĩ, âm thanh vang vọng trong không trung. Người tới dĩ nhiên là Dương Diệp. Hai tay của Dương Diệp cầm tấm lá chắn trắng đỡ bàn tay khổng lồ của tăng viên. Bên cạnh hắn là Ngọc Vô Song và Thương Thanh Ảnh. Mà ở dưới chân của hai người đã bị áp lực bàn tay khổng lồ của tăng viên đập nát thành bột mịn. Ta biết ngươi sẽ đến. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp cười khẽ, nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. Dứt lời, cổ tay phải của Dương Diệp thoáng động. Man thần kiếm vừa xuất hiện ở trong tay, cả người hắn hóa thành một đường kiếm quang xuyên qua bàn tay lớn của tăng viên. Suy, một cột máu bắn ra khỏi mu bàn tay của tăng viên. Phá vỡ, phòng ngự của tăng viên đã bị phá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người điên cuồng kêu gào. Lúc trước phòng ngự này khiến bọn họ tuyệt vọng, bây giờ nó đã bị phá. Trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng lớn nhất từ trước tới nay. Giờ phút này, máu của bọn họ lại sôi trào. Giờ phút này, ý chí chiến đấu của mọi người lại bắt đầu thiêu đốt. Trong không trung, Dương Diệp không nói nhảm, man thần kiếm trong tay vung nhanh. Rất nhiều đường kiếm khí giống như mưa rơi về phía tăng viên. Dưới kiếm ý cùng sát ý cảnh giới hư vô nửa bước gia tăng, những kiếm khí của Dương Diệp dễ dàng xuyên thủng lớp da của tăng viên, từng đường máu không ngừng xuất hiện ở trên thân tăng viên. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy,
Các cường giả nhân loại càng thêm hưng phấn và kích động. Gào! Trong hai mắt Tăng Viên phát ra lệ khí, nhìn về phía Dương Diệp và gầm lên giận dữ. Tiếng kêu mạnh mẽ giống như che trời lấp đất ép về phía Dương Diệp. Tuy nhiên những sóng âm này còn cách Dương Diệp mấy trượng, nhưng tất cả đã bị kiếm ý của Dương Diệp ngăn cản. Mà lúc này, một bàn tay lớn mang theo uy áp khủng khiếp đã đi tới trước mặt Dương Diệp, muốn đánh nát cả Dương Diệp và không gian xung quanh. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không lựa chọn cứng rắn chống lại mà thi triển ra pháp tắc tốc chỉ, cả người lập tức biến mất. Tăng Viên đánh một đòn thất bại, chỗ không gian bị bàn tay hắn đập xuống đã vỡ nát. Mà lúc này, gần mấy trăm đường kiếm khí đột nhiên nhanh chóng hiện ra phía sau Tăng Viên, cuối cùng đều rơi vào trên người của hắn, làm cho trên người hắn lập tức xuất hiện thêm mấy trăm lỗ kiếm. Không đến mấy hơi thở, nửa người Tăng Viên đã bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ. Tăng Viên không ra tay mà thân hình lóe lên, khôi phục dáng vẻ của thành nhân loại. Sau khi khôi phục bản thể, thực lực của hắn liền tăng mạnh, nhưng trở nên to lớn chậm chạp, đặc biệt là ở trước mặt Dương Diệp. Tốc độ của bản thân Dương Diệp đã vượt qua tốc độ của Tăng Viên sau khi biến thân, hơn nữa kiếm khí của Dương Diệp có thể phá vỡ được phòng ngự của Tăng Viên. Bởi vậy, sau khi biến thân Tăng Viên hoàn toàn trở thành một mục tiêu sống. Cho nên Tăng Viên lập tức khôi phục thành hình dáng của nhân loại. Ong! Một đường kiếm khí chợt lóe lên, nhưng không phải chém về phía Tăng Viên, mà là chém ngang qua bên cạnh Tăng Viên. Bù! 2000 con kim cương viên phía sau Tăng Viên lập tức bị chém thành hai đoạn, rất nhiều nội tạng cùng máu rơi xuống đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đàn kim cương viên lập tức dừng lại, mỗi một nhìn Dương Diệp với vẻ hung ác, nhưng không dám tiến lên. Các huyền giả nhân loại đều đứng ở phía sau của Dương Diệp. Lúc này, ở trên mặt bọn họ không còn sợ hãi cùng kiêng kỵ như trước nữa, mà là ý chí chiến đấu thiêu đốt. Ta có chút bất ngờ. Tăng Viên nhìn Dương Diệp, nói. Ta từng nghe nói về ngươi, ngươi là Dương Diệp đúng không? Dương Diệp. Nghe thấy Tăng Viên nói vậy, tất cả mọi người ở đó kinh ngạc kêu lên. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào trên người Dương Diệp, bao gồm cả đám người Phong Vũ Triều. Ở Nam Giới, cho dù hai chữ Dương Diệp này không vang dội bằng năm thiên tài lớn, nhưng cũng đặc biệt nổi danh. Không bởi gì khác, chỉ vì Dương Diệp đã một mình đánh lên Thanh Đạo Môn. Diệp Dương, Dương Diệp, hóa ra Diệp giáo viên chính là Dương Diệp đã lấy sức một người khiêu chiến thiên tài Thanh Đạo Môn. Không trách được kiếm đạo của Diệp giáo viên mạnh mẽ như vậy, hóa ra hắn là đệ tử của cổ kiếm trai. Phong Vũ Triều cười gượng. Không quan tâm hắn là Dương Diệp hay là Diệp Dương, dù sao hắn vẫn là giáo viên của chúng ta. Ở bên cạnh Phong Vũ Triều, Hạ Băng Vi khẽ nói. Nghe vậy, học sinh ngoại viện xung quanh đều khẽ gật đầu. Không quan tâm Dương Diệp là Diệp Dương hay là ai, ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp chính là giáo viên của bọn họ. Học viên ngoại viện tương đối bình tĩnh, nhưng những đám người xung quanh lại xôi trào. Ông trời ơi, Diệp giáo viên chính là Dương Diệp đã từng đánh lên Thanh Đạo Môn, ép Thanh Đạo Môn không thể không ỷ lớn hiếp nhỏ phái ra Thanh Đạo Phu. Ông trời ơi, Dương Diệp này đã từng là thần tượng của ta vẫn muốn được gặp hắn, không ngờ hắn lại ở bên cạnh chúng ta, còn cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Trước đây ta vẫn tiếc nuối vì không nhìn thấy Dương Diệp đã làm cho Thanh Đạo Môn phải chịu thiệt. Không tới hắn đã đi tới Thư viện Vân Hải làm giáo viên, khó trách phong cách hành sự của hắn kiêu căng bá đạo như vậy, khó trách hắn dám giết tất cả người của ám viện. Ngay cả người của Thanh Đạo Môn mà hắn còn không sợ, hắn có thể sợ ám viện sao? Người của ám viện đúng chết oan mà. Trước đây Diệp giáo viên mới chỉ là cảnh giới tôn giả. Nếu như hắn đạt được bán thánh, cha cha. Dương Diệp không để ý tới mọi người, hắn liếc mắt nhìn Tăng Viên, sau đó nói. Người nhận ra ta sao? Phải biết rằng chỉ có một số ít người biết chuyện hắn được gọi là Dương Diệp. Ta với đám người thiên tiêu từng điều tra về ngươi. Tăng Viên nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi biết chúng ta đánh giá về người thế nào không? Ngươi nói như vậy, ta ngược lại có hơi tò mò. Dương Diệp nói, hắn quả thật có chút tò mò, hắn không nghĩ tới đám người lâu thiên tiêu lại điều tra về hắn. Tăng Viên nói. Chúng ta nhất trí cho rằng. Nếu ngươi đạt được bán thánh thì Thanh Châu này sẽ không phải là 5 thiên tài lớn, mà là 6 thiên tài lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không thể kém hơn đám người thượng quan Vân Hải, thậm chí còn vượt qua bọn họ.
Bởi vì ở trên người ngươi, ta cảm nhận khí tức nguy hiểm mà chỉ có ở trên người một vài thiên tài trung thổ thần châu. Ngươi cũng cho ta cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp nói. Không bằng như vậy đi, ngươi dẫn theo người của ngươi rời đi, chúng ta sẽ dừng tay ở đây. Hoặc chúng ta lại đứng hàn huyên, trò chuyện một giờ là được. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Tăng Viên cười khẽ, nói. Ta biết, các ngươi muốn đợi Lục Uyển Nhi và Thanh Đạo Phu tới. Thành thật mà nói, nếu như hai người bọn họ liên thủ sẽ gây phiền phức cho ta. Đặc biệt là Lục Uyển Nhi, kiếm hồn kỹ của nàng không để ý tới phòng ngự, cho dù là ta cũng không thể không thận trọng ứng phó. Nhưng mà đáng tiếc, phiền phức dù sao cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Đừng nói hai người bọn họ liên thủ, cho dù ba người các ngươi liên thủ, ta có gì phải sợ chứ? Vậy thì tốt quá. Dương Diệp cười nói. Vậy chúng ta chờ bọn họ tới được không? Cứ như vậy, mọi người có thể tiết kiệm không ít sức lực. Không. Tăng Viên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói. Ta không muốn lãng phí thời gian. Ta sẽ giết các ngươi, sau đó chờ bọn họ tới. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp. Một quyền đánh ra, không gian xung quanh Dương Diệp ầm ầm tách ra, rất nhiều vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, trông vô cùng kinh người. Trong mắt Dương Diệp hiện lên tia sáng lạnh, trái tay cầm tấm lá chắn trắng ngăn cản, cùng lúc đó, tay phải cầm man thần kiếm chém về phía đầu của Tăng Viên. Ầm, ầm, hai tiếng động nặng nề lần lượt vang lên, ở trong ánh mắt mọi người, hai chân Dương Diệp trượt trên mặt đất gần trăm trượng. Nhưng Tăng Viên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có điều một bên đầu của hắn đã có thêm một vết kiếm rất lớn, vết kiếm này làm cho đầu Tăng Viên bị vẹo đi. Mà trái lại Dương Diệp lại bị thương gì, chỉ bị đẩy lui mà thôi. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, phòng ngự cơ thể cùng lực lượng của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Trước đó hắn đập một cái cũng không có giữ lại sức, nhưng chỉ làm cho đầu của đối phương xuất hiện một vết kiếm mà thôi. Phòng ngự này phải mạnh mẽ tới mức nào? Hơn nữa, được tấm lá chắn trắng chống đỡ. Hắn vẫn bị một quyền của đối phương đẩy lui đến hơn trăm trượng. Lực lượng này phải khủng khiếp tới mức nào? Lực lượng cơ thể của ngươi còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Tăng Viên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thật ra ngươi căn bản không phải là người Thanh Châu, mà đến từ Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nếu như ngươi muốn biết, chúng ta có thể từ từ tâm sự, thật ra ta đến từ. Còn muốn kéo dài thời gian sao? Tăng Viên cười lạnh, nói. Vô dụng thôi, ta. Nếu đã vô dụng, vậy đừng nói nhảm nữa. Dương Diệp cắt ngang lời Tăng Viên nói, sau đó lập tức xuất hiện ở trước mặt Tăng Viên, man thần kiếm trong tay bổ mạnh về phía đầu của Tăng Viên. Tự tìm đường chết. Tăng Viên phẫn nộ hét lên một tiếng và lại đánh ra một quyền. Cứ như vậy, hai người chiến đấu với nhau. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp vẫn ở thế hạ phong. Nhưng chẳng bao lâu Dương Diệp bắt đầu hoàn toàn áp chế Tăng Viên. Lúc này Dương Diệp đã đổi man thần kiếm, trong tay hắn cầm một thanh ý kiếm do kiếm ý tập trung thành. Dương Diệp không có cứng rắn chống lại Tăng Viên, mà bắt đầu đánh du kích, bởi vì hắn phát hiện Tăng Viên ở trên phương diện tốc độ rất kém. Đương nhiên, đây là so sánh dưới tình huống hắn sử dụng pháp tắc tốc độ thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp thỉnh thoảng sẽ lưu lại vài vết kiếm ở trên người Tăng Viên. Tăng Viên lại gần như không chạm được vào Dương Diệp. Cho dù thỉnh thoảng hắn lấy vết thương đổi vết thương đánh về phía Dương Diệp, nhưng vẫn bị tấm lá chắn trắng của Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp căn bản không có việc gì. Cứ như vậy, Tăng Viên vô cùng cường đại hoàn toàn bị Dương Diệp ngược ở trong mắt của mọi người. Nhân loại, ngươi tự tìm đường chết. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Tiếp theo, một con chăn lớn bảy màu lao tới nhanh như tia chớp. Lập tức đánh vào trên người của Dương Diệp đang giao đấu cùng Tăng Viên. Do quá bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp trực tiếp bị đập cho bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi mạnh xuống mặt đất, trực tiếp đập thành một hố lớn. Là Hắc Phú Thiên Tài đứng đầu mãng tộc. Phía xa, lúc này vẻ mặt Thương Thanh Ảnh trầm xuống. Đê tiện vô sỉ, không chỉ lấy nhiều khinh ít, còn đánh lén. Vẻ mặt Ngọc Vô Song thâm trầm, không nhịn được mắng lên. Hai quân giao chiến, làm gì có đê tiện hay không chứ? Tăng Viên nhìn Ngọc Vô Song, hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu nữ hài này thực sự quá đáng ghét, hôm nay ta phải ăn sống ngươi. Dứt lời, cơ thể hắn thoáng di chuyển, lao nhanh về phía Ngọc Vô Song,
Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngọc Vô Song. Nhìn Tăng Viên hung hăng lao đến, khóe miệng Dương Diệp cong lên đầy hung ác, nói. Lão tử bảo các ngươi chờ một giờ, ngươi lại không chờ, cứ muốn đánh với ta. Đánh thì đánh, ta một đấu một với ngươi, ngươi lại muốn chơi bao vây cộng thêm đánh lén lão tử, ngươi coi thường đúng không? Theo Dương Diệp vừa dứt lời, 13 người áo đen cùng 4 con sói lớn xuất hiện, lập tức bao vây Tăng Viên. Ý nghĩa vừa tới, kiếm đã đến. 1. Giết. Theo giọng nói Dương Diệp vang lên, 13 người áo đen cùng 4 con lang vương tôn cấp lập tức lao về phía Tăng Viên. Tăng Viên sửng sốt, rõ ràng, hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên có được nhiều giúp đỡ mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là 13 người áo đen này cho hắn cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Khi nhìn thấy những người áo đen cùng 4 con sói lớn xông về phía mình, trong lòng Tăng Viên sợ hãi và lập tức khôi phục lại bản thể. Nhưng vừa khôi phục bản thể, 4 con sói lớn liền trực tiếp đánh vào trên thân Tăng Viên, làm cho hắn phải liên tục lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, 13 người áo đen không ngừng chấp hiện xung quanh Tăng Viên, trên thân Tăng Viên không ngừng xuất hiện. Từng cột máu, không đến 2 hơi thở, Tăng Viên đã đầy thương tích. Cảnh tượng như vậy làm cả đám người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là Tăng Viên vô cùng cường đại trước đó sao? Còn là Tăng Viên xem cường giả nhân loại giống như con kiến hôi sao? Người thanh niên do con chăn lớn biến thành cũng ngẩn người, hắn không nghĩ tới Dương Diệp gọi ra những tồn tại khủng khiếp như vậy, làm cho Tăng Viên cũng không có sức đánh trả. Sau khi bình tĩnh lại, người thanh niên đang muốn ra tay thì một đường kiếm khí đột nhiên chém ngang đến trước mặt hắn. Nhận thấy được uy lực khủng khiếp trong kiếm khí kia, sắc mặt của người thanh niên biến đổi, hắn không dám khinh thường, vội mở miệng phun ra một chất lỏng màu xanh biếc, va chạm cùng đường kiếm khí kia. Một tiếng động lớn vang lên, chất lỏng màu xanh biếc lập tức tiêu tan, kiếm khí kia lại lao tới trước mặt của hắn với tốc độ rất nhanh. Người thanh niên hoảng hốt, hai cánh tay đan vào nhau để ngăn cản. Bành! Người thanh niên trực tiếp bị đường kiếm khí này đánh cho lùi về phía sau mấy trăm trượng, hai tay hắn đã bị chém đứt. Người thanh niên hoảng hốt, rút lui. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên giọng nói Tăng Viên. Tiếp theo, Tăng Viên đột nhiên gầm lên giận dữ. Từ trong cơ thể hắn có một uy áp khủng khiếp cuồn cuộn tràn ra, uy áp này làm 13 người áo đen còn có 4 con sói lớn xung quanh hắn bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Tăng Viên khôi phục thành hình người và lao nhanh về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Tăng Viên vừa đi, những kim cương viên kia lập tức lùi lại giống như thủy triều. Không bao lâu, đại quân kim cương viên đã rút sạch, chỉ còn sót lại thi thể đầy đất. Đuổi theo sao? Thương Thanh Ảnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp không nói gì, Ngọc Vô Song nói. Không đuổi. Vì sao? Thương Thanh Ảnh có chút không hiểu. Lúc này khí thế của chúng ta đang vượt, nếu như truy kích thì nhất định có thể giết được nhiều yêu thú hơn. Ngọc Vô Song nhìn vào trong Thiên Lang Sơn Mạch xa xôi, nói. Chỉ cần bọn họ lùi đến trong dãy núi, chúng ta đuổi vào trong sẽ có đi mà không có về. Nơi đó là địa bàn của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, sửa lại thành trì bị phá hỏng. Thương Thanh Ảnh liếc nhìn xung quanh. Sau đó khẽ gật đầu. Bây giờ tất cả mọi chuyện ở Vân Hải Thành đều do Ngọc Vô Song khống chế, nhiệm vụ của nàng chỉ là trợ giúp. Cho dù Ngọc Vô Song nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng rất phục Ngọc Vô Song. Bởi vì sự thật chứng minh, năng lực quản lý của đối phương xa ở trên nàng. Nhưng nàng có chút buồn bực vì Ngọc Vô Song hình như có chút thù địch với nàng. Vô Song, đi theo ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói với Ngọc Vô Song một câu. Ngọc Vô Song liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Sau khi Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song rời đi, đại quân ở cửa Nam cùng cửa Bắc cũng đột nhiên rút quân theo. Bên trong Vân Hải Thành phát ra từng tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, tin tức Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành đồng thời đánh bại Tăng Viên đã truyền khắp Vân Hải Thành tốc độ rất nhanh. Tin tức này làm cho tất cả huyền giả Vân Hải Thành đều trở nên hưng phấn. Tăng Viên là ai? Đây chính là Tiểu Yêu Vương. Có thể so sánh với năm cường giả thiên tài lớn của nhân loại. Hơn nữa, một trong năm thiên tài của nhân loại là Thượng quan Vân Hải cũng bị hắn tiêu diệt. Nhưng Dương Diệp lại đánh bại hắn. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh thực lực của Dương Diệp đã không kém hơn năm thiên tài lớn. Mà Dương Diệp mới là cảnh giới hoàng giả. Nói cách khác,
Dương Diệp chẳng phải còn yêu nghiệt hơn năm thiên tài lớn sao? Rất nhanh, ở Vân Hải Thành tin đồn càng truyền ra, Dương Diệp càng giống như vị thần, cuối cùng có người còn truyền ra tin tức Dương Diệp đã từng đánh bại Thanh Đạo Phu, Lục Uyển Nhi. Không quan tâm thế nào, giờ phút này Dương Diệp chính là vô địch ở trong lòng mọi người tại Vân Hải Thành. Tất cả mọi người ủng hộ cuồng nhiệt Dương Diệp gần như đạt tới mức độ sùng bái, nếu ai dám nói Dương Diệp một câu không tốt, tuyệt đối sẽ bị vạn đám người đánh loạn. Chấm. Dương Diệp ở trong viện ban đầu, hắn đang ngồi ở trên ghế, ở trước mặt là Ngọc Vô Song. Ở đó đã không còn người ngoài nữa. Rất lâu, Dương Diệp nói. Chuyện càng lúc càng không bình thường. Ta biết. Ngọc Vô Song gật đầu và nói. Ban đầu chỉ là chuyện giữa Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải, nhưng bây giờ đã dính dáng càng lúc càng nhiều thế lực. Không chỉ Mãng tộc cùng Kim Cương Viên tộc tiến vào, ngay cả Vân Tiêu Thánh Điện cũng ngang nhiên phái cường giả ra trợ giúp. Có thể nói, một nửa thế lực Thanh Châu đều bị cuốn vào. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Ngươi nhất định phải ở lại Thư viện Vân Hải sao? Ngọc Vô Song im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Bây giờ Thanh Châu đang loạn, tất cả mọi người cùng yêu thú đều có thể bị cuốn vào. Nếu như không có thế lực cấp Bạch Kim che chở, bọn họ khó có thể sống sót được. Hơn nữa, bây giờ ta xem như là người của Thư viện Vân Hải, không chỉ ta, Ngọc gia trước cũng xem như đã cột chung cùng Thư viện Vân Hải. Cho nên, ta không thể rời khỏi Thư viện. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Thật ra, bây giờ ta muốn không quan tâm cũng khó. Dù sao ta là người của Cổ Kiếm Trai, bây giờ Cổ Kiếm Trai cùng Thư viện Vân Hải lại liên minh. Đây cũng là một phần nguyên nhân vì sao ta phải trở về. Ngươi nói thực xem, Thư viện đưa ra điều kiện gì vậy? Ngọc Vô Song cười nói. Ta đoán, nhất định là làm cho ngươi đặc biệt thỏa mãn, nếu không, ngươi không có khả năng dễ dàng trở lại như vậy. Dương Diệp khẽ cười, nói. Quả thật rất hài lòng. Ngọc Vô Song mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói. Nói thật, ta cảm thấy ngươi chắc hẳn sẽ ở lại. Ở trong loạn thế này, có nhiều thế lực che chở thì ngươi sẽ an toàn hơn. Nếu không, cho dù ngươi mạnh mấy đi nữa, nhưng vẫn còn quá yếu đối với những cường giả cảnh giới thánh giả. Bọn họ muốn giết ngươi cũng không phải quá khó. Dương Diệp trầm ngâm một lát, nói. Ta còn có chút việc cần làm ở Thanh Châu, làm xong chuyện, ta sẽ đi Trung Thổ Thần Châu. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện ta cần làm ở đây có chút phiền phức. Sau khi ngươi đi Trung Thổ Thần Châu, có thể trở về nữa không? Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng lập tức lắc đầu và nói. Ta không biết, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ngọc Vô Song, một tiếng, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, trong lòng thầm quyết định. Ngươi qua giúp đi, Vân Hải Thành chắc chắn còn có rất nhiều chuyện cần người xử lý. Dương Diệp cười nói. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu và chuẩn bị rời đi, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, nàng dừng bước nhìn Dương Diệp, nói. Cho dù phải đi, cũng mong thông báo cho ta biết trước, được không? Dương Diệp liếc nhìn Ngọc Vô Song, sau đó khẽ gật đầu, nói. Nhất định rồi. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngọc Vô Song đi rồi, ở đó đột nhiên xuất hiện năm lão già, không ngờ bọn họ chính là đám người Trác giáo viên. Không ngờ mới không gặp trong thời gian ngắn, thực lực của ngươi đã tăng lên nhiều như vậy. Trác giáo viên trầm giọng nói. Dương Diệp đứng dậy, cười nói. Ở trong mắt các vị tiền bối, ta vẫn chỉ giống như con kiến hôi thôi. Thánh giả áo bào đen lắc đầu, nói. Khi bằng tuổi ngươi, năm người chúng ta cũng không bằng ngươi. Tiền bối nói đùa rồi, chúng ta vẫn nên nói vào chuyện chính đi. Dương Diệp nói. Những điều các vị tiền bối đã hứa với ta lúc trước. Dương Diệp vừa mới nói dứt lời, hai quyển sách ngọc đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trác giáo viên nói, quyển bên trái này là kiếm kỹ thần giai hạ phẩm, tên, Nhất Niệm Thuấn Sát, đây là Trung Thổ Thần Châu đã từng một mạnh mẽ đại kiếm tu sáng chế, nó chú ý tập hợp tinh khí thần cùng với kiếm ý của bản thân cùng với lực lượng toàn thân, tới phát động kiếm ý, ý tới thì kiếm tới. Nói như thế, nếu ngươi tu luyện nó, cho dù là thánh giả cũng né tránh không được uy lực của một kiếm này. Đương nhiên, đây là vì ngươi đạt được kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Ý tới thì kiếm tới.
Dương Diệp khẽ thì thào một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trác giáo viên, nói. Uy lực của kiếm kỹ này có liên quan đến mức độ kiếm ý sao? Trác giáo viên khẽ gật đầu, nói. Không chỉ kiếm kỹ này, phải nói là uy lực của tất cả kiếm kỹ đều có liên quan đến kiếm ý. Vậy nếu như là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, uy lực của kiếm kỹ này mạnh tới mức nào? Dương Diệp hỏi lại. Trác giáo viên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Nếu như là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, kiếm kỹ này không phải là thần giai hạ phẩm, mà là thần giai trung phẩm. Khi đó, cho dù là thánh giả cũng có thể sẽ bị ngươi làm cho thương nặng. Chỉ bị thương nặng thôi sao? Dương Diệp nhíu mày, có chút bất mãn ý. Trác giáo viên nói. Ta phán đoán dựa theo thực lực của ngươi bây giờ, nếu như ngươi cũng là thánh giả, lại có kiếm ý cảnh giới hư vô mà vừa học chiêu này, khi đó, thánh giả trúng một kiếm này của ngươi, có thể trực tiếp ngã xuống. Nhưng bây giờ, cho dù ngươi có kiếm ý cảnh giới hư vô, muốn mượn một chiêu này để giết thánh giả thì không có khả năng. Đương nhiên, sự thật thì không biết được, nếu như một kiếm này của ngươi đâm vào chỗ chí mạng của đối phương, ví dụ như đan điền, vậy đối phương có thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Nhưng bản thân thánh giả vượt ra ngoài trời đất, người muốn đánh lén đối phương thì chỉ là người si nói mộng. Nghe được điều này, Dương Diệp mỉm cười, người khác muốn đánh lén thánh giả thì đúng là người si nói mộng, nhưng Dương Diệp hắn lại khác. Có kiếm vực che giấu khí tức, hắn muốn đánh lén một thánh giả thì tuyệt đối không khó khăn như vậy. Đương nhiên, thành công còn tốt, nếu như không thành công, vậy cũng có thể tìm đường chết. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, cất quyển ngọc bên trái vào, cuối cùng nhìn về phía quyển ngọc bên phải. Quyền kỹ này có tên, tinh thần hộ thể thuật vốn là vượt qua thần giai, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân nên nó trở thành không trọn vẹn, chỉ có thể tính là thần giai. Nó chú ý tới lực ngôi sao, nếu người tập nó có thể mượn lực ngôi sao của vũ trụ tạm thời hộ thể, trong lúc đó, người tương đương với vô địch, bởi vì cho dù là thánh giả cũng không làm gì được ngươi. Trác giáo viên nói, lợi hại như vậy sao? Mắt Dương Diệp cũng trợn tròn. Nếu như nó hoàn chỉnh, ngươi tập nó thì lấy cảnh giới của ngươi bây giờ, thánh giả sẽ không làm gì được ngươi. Đáng tiếc là nó cũng không hoàn chỉnh, cho dù ngươi tập nó, tối đa cũng chỉ có thể làm cho mình vô địch trong vòng 100 hơi thở. Hơn nữa, sau 100 hơi thở, lực ngôi sao sẽ quay về bầu trời sao, khi đó ngươi không chỉ kiệt sức, còn phải chịu đau khổ vô tận. Trác giáo viên nói, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, hóa ra là bản thiếu, hơn nữa còn có di chứng, nhưng cái này cũng rất trâu bò. Vô địch trong vòng 100 hơi thở. Nói cách khác, ở trong thời gian ngôi sao hộ thể, hắn hoàn toàn có thể một đấu một với thánh giả. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói. Nếu là bản thiếu, vậy hẳn phải có bản hoàn chỉnh chứ, bản hoàn chỉnh ở đâu? Ở thư viện Bạch Lộ. Trác giáo viên khẽ nói. Nếu ngươi muốn thì có thể đi tới thư viện Bạch Lộ để trộm, đương nhiên ta đề nghị ngươi không nên làm như thế, bởi vì ngươi sẽ bị người ta đánh chết. Dương Diệp, chúng ta đã làm được điều kiện thứ nhất của ngươi, nói điều kiện thứ hai của ngươi đi. Trác giáo viên nói. Dương Diệp cất hai ngọc ống, sau đó hít sâu một hơi và nói. Điều kiện thứ hai của ta chính là ta sắp đột phá thánh giả, ta cần các vị tiền bối hộ pháp cho ta. Đột phá bán thánh thì sẽ đưa tới thiên kiếp, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn tất nhiên sẽ không sợ, bởi vì thiên kiếp với hắn cũng không đáng sợ. Nhưng hắn và thiên đạo có vấn đề. Hắn có dự cảm, thiên kiếp của hắn chắc chắn sẽ không giống với người khác. Nếu hắn đột phá bán thánh, thiên đạo này nhất định sẽ giở trò độc ác. Đột phá bán thánh, hộ pháp, chỉ đơn giản như vậy sao? Đám người Trác giáo viên có phần sững sờ, cảm thấy không tin. Dương Diệp khẽ gật đầu, đặc biệt nghiêm túc nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mắt của thiên đạo lại hiện ra. Một. Ngươi thật sự xác định chỉ hộ pháp cho ngươi chứ? Trác giáo viên rõ ràng có chút không tin, hỏi lại một lần nữa. Thiên kiếp tất nhiên có mạnh mẽ có yếu. Nếu như Dương Diệp từ bán thánh đột phá đến thánh giả, cho dù năm người bọn họ cũng không dám giúp Dương Diệp hộ pháp, bởi vì điều này dẫn tới mắt của thiên đạo trừng phạt. Mắt của thiên đạo cùng thiên kiếp này hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thiên kiếp chỉ là trừng phạt bình thường. Nhưng mắt của thiên đạo trừng phạt có nghĩa là ông trời cảm nhận được nguy hiểm thật sự, đó là chơi thật. Thánh giả vượt ra ngoài trời đất, không bị trời đất ràng buộc, nhưng điều này không có nghĩa là thực lực bọn họ ở trên thiên đạo của linh giới này. Ngược lại,
nếu như thiên đạo này chơi thật, đừng nói là thánh giả, cho dù trên thánh giả cũng sẽ kiêng kỵ. Bởi vậy, trừng phạt của mắt thiên đạo cũng có uy hiếp rất lớn đối với thánh giả. Nhưng cảnh giới hoàng giả thăng cấp đến bán thánh dẫn tới thiên kiếp, đối với bọn họ căn bản lại không phải là vấn đề gì, vung tay lên thì có thể giải quyết được. Nghe thấy Trác giáo viên nói vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu và nói. Đặc biệt xác định, chỉ cần các vị bảo vệ ta thăng cấp đến bán thánh, xem như điều kiện thứ hai này kết thúc. Nghe vậy, mấy người Trác giáo viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy sự nghi ngờ. Cuối cùng, Trác giáo viên trầm giọng nói. Tiểu tử, thành thật mà nói, có phải ngươi có âm mưu gì không? Bởi vì lấy thực lực của ngươi mà một mình đối đầu với thiên kiếp, căn bản là một chuyện nhỏ. Nhưng ngươi lại muốn chúng ta giúp đỡ, điều này rất không bình thường. Nếu các vị tiền bối không tin ta, vậy ta lại đổi một điều kiện khác. Dương Diệp nói. Đừng đổi. Thánh giả áo bào đen đột nhiên buột miệng nói ra. Sau khi nói xong, vẻ mặt hắn có chút không tự nhiên, dường như biết mình đã thất thố nên lập tức ho khan một tiếng và nói. Chúng ta không phải không tin ngươi, chẳng qua ta cảm thấy yêu cầu này của ngươi có hơi đơn giản. Điều này làm trong lòng chúng ta có chút băn khoăn. Ngươi yên tâm, đợi tới lúc ngươi đột phá, chúng ta sẽ dùng toàn lực bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi phải chịu ảnh hưởng gì. Thật sao? Dương Diệp cảm thấy không chắc chắn nói. Đương nhiên là sự thật rồi. Lúc này, Trác giáo viên nói với vẻ khẳng định. Còn không phải là thiên kiếp sao? Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi căn bản sẽ không cảm giác được bất kỳ thiên kiếp nào, ngươi chỉ cần để ý ở bên trong phòng nâng cao là được. Ban đầu bọn họ cho rằng điều kiện thứ hai của Dương Diệp sẽ dùng công phu sư tử ngoạc, nhưng không ngờ lại đơn giản như thế. Cho dù trong lòng bọn họ vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng không để ý tới nữa. Cho dù Dương Diệp dẫn tới thiên kiếp mạnh hơn người thường, nhưng thiên kiếp có mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ bằng đột phá thánh giả sao? Cho nên, bọn họ trăm triệu lần không thể để cho Dương Diệp đổi điều kiện, nếu không, Dương Diệp có khả năng sẽ sử dụng công phu sư tử ngoạc. Các vị tiền bối không gạt ta chứ? Dương Diệp vẫn cảm thấy không chắc chắn. Tiểu tử, ngươi nói như vậy là không tin vào thực lực của chúng ta. Thánh giả áo bào đen có chút không vui nói. Được rồi, nếu như chúng ta không giúp ngươi ngăn cản được thiên kiếp thì sẽ đưa cho ngươi một môn huyền kỹ thần giai, đồng thời cho ngươi thêm hai điều kiện nữa, thế nào? Nghe vậy, đám người Trác giáo viên liếc nhìn thánh giả áo bào đen, muốn nói lại thôi. Huyền kỹ thần giai này không phải là bắp cải mà nói đưa là có thể đưa được. Tuy nhiên bọn họ tuyệt đối không ngăn cản, bởi vì theo bọn họ, chuyện giúp Dương Diệp hộ pháp căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Một lời đã định. Lần này Dương Diệp không nhiều lời, cơ thể lập tức di chuyển vào trong gian phòng của mình. Rất nhanh, trong gian phòng truyền đến khí tức cường đại. Tuy nhiên tất cả đều bị đám người Trác giáo viên mạnh mẽ trấn áp. Bởi vậy, khí tức Dương Diệp tuyệt đối không khuếch tán ra. Phải biết rằng, hoàng giả đột phá bán thánh, thế nào cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Mà bây giờ, Vân Hải Thành thật sự không thích hợp để phát sinh bất kỳ bất ngờ nào. Tiểu tử này thật sự chỉ đột phá bán thánh thôi sao? Sau khi Dương Diệp đi vào trong phòng, thánh giả áo bào đen có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta cũng đánh nhau với người này vài lần, theo đạo lý mà nói. Hắn không có khả năng buông tha một cơ hội tốt như vậy. Nhưng hắn lại làm như vậy, thành thật mà nói, trong lòng ta thấy lo lắng không yên, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Sợ cái gì? Trác giáo viên khẽ nói. Dù sao hắn chỉ yêu cầu chúng ta hộ pháp giúp hắn vượt qua thiên kiếp, chỉ là thiên kiếp ở cảnh giới hoàng giả thì có thể mạnh mẽ tới mức nào chứ? Thánh giả áo bào đen suy nghĩ rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và nói. Nói cũng phải. Để chúng ta xem người này dở cho gì. Chờ hắn đột phá bán thánh xong, lẽ nào chúng ta thật sự sẽ cho hắn rời đi sao? Lúc này, một thánh giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Trác giáo viên cùng thánh giả áo bào đen đều nhíu mày. Thánh giả kia lại nói. Bây giờ thư viện chúng ta có thể thật sự đã đến thời điểm sống chết tồn vong. Một khi những lão giả kia bị chúng ta kiềm chế, thư viện này cùng Vân Hải Thành lại như rắn mất đầu, giống như trước vậy. Cho nên, thánh giả áo bào đen khẽ thở dài, nói. Ta đã nhìn ra, người này quả thật không muốn ở lại thư viện chúng ta. Cũng đúng, sau khi hắn bước vào thư viện ta không chỉ không cho hắn bất kỳ lợi ích nào rõ ràng, trái lại còn làm cho hắn rơi vào nguy hiểm,
Hơn nữa giống như hắn nói, còn phát sinh một loạt mâu thuẫn giữa hắn cùng thư viện ta, làm cho hai bên chúng ta thiếu chút nữa trở thành kẻ thù. Đừng nói là hắn, cho dù là ta cũng sẽ không muốn ở lại. Có thể thông qua cổ kiếm trai bên kia không? Một thánh giả áo bào trắng đột nhiên nói. Hắn là đệ tử của cổ kiếm trai, nếu cổ kiếm trai có mệnh lệnh, hắn tất nhiên sẽ tuân theo. Có lẽ người khác sẽ nghe theo cổ mệnh lệnh của cao tầng kiếm trai. Thánh giả áo bào đen nói. Nhưng người này thì không chắc. Hơn nữa, nếu như không phải hắn thật sự tự nguyện ở lại Vân Hải Thành, cho dù chúng ta thông qua cổ kiếm trai tạo áp lực cho hắn khiến hắn ở lại, sợ rằng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tính tình người này chỉ ăn mềm không ăn cứng. Ban đầu là do ta lỗ mãng. Trác giáo viên đột nhiên khẽ thở dài, nói. Vì sự kích động của ta mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Cũng không thể hoàn toàn trách người được. Thánh giả áo bào đen khẽ lắc đầu, nói. Thành thật mà nói, tính cách cùng cách làm việc của người này khiến ta cũng muốn đập chết hắn. Trác giáo viên cười gượng, nói. Giống như lời viện trưởng nói, thật ra thư viện chúng ta cũng cần nhân vật hung ác như hắn. Chỉ có điều chúng ta làm sai một điểm, đó chính là đoán sai mức độ ngoan độc của hắn. Điều này làm cho thư viện chúng ta tổn thất một số lượng lớn tinh anh. Chúng ta thực sự không nên làm cho hắn đột nhiên bước vào thư viện. Ai có thể ngờ hắn sẽ ngoan độc như vậy, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Thánh giả áo bào đen cười gượng nói. Chuyện đã như vậy, có nói nữa cũng vô ích, còn không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để giữ hắn lại Vân Hải Thành. Một thánh giả nói. Về chuyện này, có lẽ chúng ta nên đi hỏi nha đầu vô song kia. Thánh giả áo bào trắng bỗng nhiên nói. Nghe vậy, ánh mắt năm người lập tức sáng lên. Trác giáo viên cười nói. Nhà đầu vô song kia túc trí đa mưu, hơn cữ có quan hệ không tầm thường với Dương Diệp. Nàng nhất định sẽ có biện pháp giữ Dương Diệp lại. Đúng vậy. Mọi người khẽ gật đầu và biểu thị tán thành. Đúng lúc này, khí tức bên trong gian phòng của Dương Diệp đột nhiên càng lúc càng mạnh. Chỗ gian phòng của Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như sẽ lập tức nổ tung vậy. Thánh giả áo bào đen vung tay phải lên, những khí tức từ trong phòng Dương Diệp phát ra lập tức ổn định lại, nhưng mặt đất xung quanh có nứt ra, từng vết nứt to bằng cánh tay không ngừng lan tràn ra xung quanh, cũng may thánh giả áo bào đen lại ra tay lần nữa, lúc này những khí tức cường đại trong phòng phát ra mới được trấn áp xuống. Người này quả thật không tầm thường. Thánh giả áo bào đen trầm giọng nói. Ta đã nhìn thấy căn cơ của hắn rất vững chắc, cho dù là chúng ta năm đó cũng chưa từng có căn cơ vững chắc như hắn. Cuối cùng hắn sẽ thế nào? Đã điều tra rõ ràng về lai lịch của hắn chưa? Một thánh giả nhìn về phía Trác giáo viên. Trác giáo viên lắc đầu, nói. Trước khi hắn tiếp xúc với hai tỷ muội Phạm gia đều là bí mật, hắn giống như từ trong không trung xuất hiện. Tuy nhiên, theo ta với viện trưởng suy đoán, chắc hắn đến từ Trung Thổ Thần Châu. Cũng chỉ Trung Thổ Thần Châu mới có thể bồi dưỡng ra được loại thiên tài như hắn. Nếu không, bất kỳ một thế lực nào ở Thanh Châu này cũng không thể lặng lẽ bồi dưỡng ra được một yêu nghiệt như thế. Bởi vì khí tức sát phạt trên người hắn rất nặng, vừa nhìn cũng biết là người đã trải qua giết chóc trong thời gian dài. Mà ở Thanh Châu, hắn tuyệt đối không có khả năng lặng lẽ tăng sát ý lên tới nửa bước cảnh giới hư vô. Nếu như hắn đến từ Trung Thổ Thần Châu, vậy có thể giải thi ký được thiên phú này cùng thực lực của hắn. Một thánh giả nói. Chỉ không biết hắn rốt cuộc có thân phận gì ở Trung Thổ Thần Châu, vì sao lại sẽ đi tới Thanh Châu này. Đúng lúc này, từ trong nhà đột nhiên truyền ra một khí thế giống như núi lửa phun trào, căn phòng run rẩy kịch liệt, nếu như không phải có thánh giả áo bào trắng này trấn áp, gian phòng đã sớm hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, phía chân trời vốn đang quang đãng thì đột nhiên có mây đen giăng đầy. Tiếp theo, bên trong truyền đến một uy áp khủng khiếp trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ Vân Hải Thành. Vô số người khiếp sợ. Ngay cả đám người Trác giáo viên cũng kinh hãi. Bởi vì uy áp này thật sự mạnh mẽ. Có chút không đúng lắm. Thánh giả áo bào đen nhìn phía chân trời kia, trầm giọng nói. Trác giáo viên khẽ gật đầu, nói. Quả thật có điều gì đó không ổn. Nói xong, hắn nhìn về phía chỗ gian phòng của Dương Diệp, nói. Người này đang giở trò quỷ gì vậy? Xoẹt. Ở bên trong mây đen vang vọng tiếng sét đánh. Tiếp theo, uy áp khủng khiếp vô tận chút xuống, ở dưới uy áp này, một vài người thực lực hơi yếu bên trong Vân Hải Thành đã trực tiếp ngã trên mặt đất và không ngừng run rẩy.
cho dù là một ít cường giả bán thánh cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tất cả người Vân Hải Thành hoảng hốt nhìn về phía chân trời kia. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Đây là suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người lúc này. Chuyện gì xảy ra vậy? Thánh giả áo bào đen nhìn mây đen phía chân trời kia với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng lúc này, mây đen phía chân trời đột nhiên tách ra hai bên, tiếp theo có một con mắt cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mắt của thiên đạo. Trác giáo viên sợ tới mức trực tiếp kêu lên thất thanh. Thánh giả bao vây tấn công. 1. Mắt của thiên đạo. Khi nhìn thấy con mắt này, vô số người ở Vân Hải Thành hoàn toàn bối rối. Tuy rằng bọn họ chưa từng trùng kích qua thánh giả, nhưng đã từng nghe nói qua về mắt thiên đạo này. Mắt của thiên đạo chỉ xuất hiện trong hai trường hợp. Một là có người sắp đột phá thánh giả, hai là có người muốn hủy diệt thế giới. Khả năng sao không thể xảy ra? Cho dù là trên thánh giả, chỉ sợ cũng không dám nghĩ tới chuyện hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới không chỉ cần đối địch với thiên đao, còn phải đối địch với tất cả người trong linh giới, không người nào có lá gan lớn như vậy. Nói cách khác, có người sắp đột phá thánh giả. Là ai vậy? Mọi người tò mò. Trong viện nhỏ của Vân Hải Lâu, đám người Trác giáo viên cũng hoàn toàn bối rối. Bất kể thế nào, bọn họ cũng không ngờ mắt của thiên đạo lại tự nhiên xuất hiện. Tại sao lại xuất hiện mắt của thiên đạo? Đám người Trác giáo viên thật sự không hiểu nổi, bởi vì trong Vân Hải Thành không có ai có lực hủy diệt thế giới, càng không có người nào sắp đột phá thánh giả. Nếu có người sắp đột phá thánh giả, vậy tuyệt đối là một trong số bọn họ. Nếu hai điều đều không thể, vậy tại sao thiên đạo này lại xuất hiện ở Vân Hải Thành? Đám người Trác giáo viên nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Có phải do Dương Diệp gây ra không? Lúc này, một thánh giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Trác giáo viên xoay người ích nhìn về phía chỗ gian phòng của Dương Diệp. Rất lâu sau, Trác giáo viên nuốt nước bọt, nói. Chắc không phải đâu. Không tốt, mắt của thiên đạo đã phát động công kích rồi. Đúng lúc này, thánh giả áo bào đen đột nhiên thất thanh nói. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thần lôi lớn màu đen dài gần nghìn trượng, to mấy trăm trượng bắn ra khỏi mắt của thiên đạo, mục tiêu chính là căn phòng của Dương Diệp. Là thần lôi màu đen trong ba màu thần lôi, sao có thể như vậy được? Trong mắt Trác giáo viên đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Thần lôi có ba màu, theo thứ tự là màu vàng, màu đen, màu tím. Trong đó, màu tím là mạnh nhất, được gọi là diệt thế thần lôi. Thứ hai là thần lôi màu đen, dù nó yếu hơn thần lôi màu tím, nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho thánh giả. Về phần thần lôi màu vàng thì kém hơn màu đen một ít. Chỉ xuất hiện lúc huyền giả đột phá thánh giả. Mà bây giờ, tự nhiên trực tiếp xuất hiện thần lôi màu đen. Dương Diệp tên khốn kiếp nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đang dở trò quỷ gì vậy hả? Trác giáo viên gầm lên giận dữ, hắn cùng năm thánh giả bên cạnh tung người nhảy lên, lao về phía chân trời, sau đó năm người chợt đánh một chưởng về phía thần lôi màu đen kia. Năm bàn tay khổng lồ giơ lên trời mang theo lực lượng không thể địch nổi xuất hiện ở phía chân trời. Sau đó đánh về phía thần lôi màu đen. Bọn họ tất nhiên không dám để cho thần lôi màu đen này rơi xuống. Nói đùa sao, thứ này vừa rơi xuống, tất cả Vân Hải Thành đều sẽ hóa thành cho tàn. Ầm 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 ầm. Phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn rung trời. Vào giờ phút này, tất cả Vân Hải Thành đều run rẩy. Rất nhanh, năm bàn tay khổng lồ của đám người Trác giáo viên nổ tung ở phía chân trời. Nhưng sau đó, thần lôi màu đen kia lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng lần này nó nhỏ hơn ít nhất 10 lần. Lão Trác, ở đây cứ giao cho chúng ta, người đi xem tiểu tử kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Không, không quan tâm hắn đang giở trò quỷ gì, lập tức bảo hắn dừng lại. Ta đã cảm giác được mấy lão bất tử thiên lang sơn mạch đang chú ý tới chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ gặp sự đối địch từ hai phía mất. Thánh giả áo bào trắng nói xong thì lập tức cùng bốn lão già bên cạnh lao về phía thần lôi màu đen phía chân trời kia. Trong gian phòng, trên người của Dương Diệp tản ra ánh sáng màu tím, khí tức trong cơ thể hắn không ngừng điên cuồng tăng vọt. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, thầm nghĩ. Cho ta thêm một khắc, ta nhất định sẽ đột phá cảnh giới hoàng giả đạt được bán thánh. Dư ô phút này cuối cùng cũng đến. Đột phá bán thánh có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hắn không cần lo lắng tới tuổi thọ, có nghĩa là thực lực chỉnh thể của hắn sẽ tăng trên diện rộng,
không chỉ thực lực mà ngay cả kiếm vực cũng nhận được nâng cao rất lớn. Nói chung, bán thánh chính là một lần lột xác với hắn, một lần lột xác thực lực. Đến bây giờ vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì của thiên kiếp. Xem ra mấy một lão già này vẫn rất đáng tin. Dương Diệp mỉm cười, sau đó hai mắt khép hờ, tập trung tinh thần chuẩn bị chạy nước rút cuối cùng. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Tiếp theo, Trác giáo viên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và nói. Tiểu tử, người cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Dương Diệp mở hai mắt ra, không hiểu nhìn Trác giáo viên. Người biết người đưa tới cái gì không? Trác giáo viên nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói. Người đưa tới mắt của thiên đạo, là mắt của thiên đạo đấy, hơn nữa còn là thần lôi màu đen đấy. Lão đại, người thật sự xác định người đang trùng kích bán thánh, mà không phải đang trùng kích thánh giả chứ? Trác giáo viên gần như gào lên khi nói những lời cuối cùng. Mắt của thiên đạo. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn biết, lần này mình đột phá nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp mạnh mẽ, nhưng hắn không nghĩ tới mắt của thiên đạo. Mắt của thiên đạo đấy. Hắn đã từng đích nghiệm cơ thể qua nó. Xem ra thiên đạo của linh giới này không tha cho mình. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sát ý lạnh lẽo. Hắn biết có hai nguyên nhân khiến thiên đạo này không tha cho hắn, một là thế giới hồng mông tháp trong cơ thể hắn tạo thành uy hiếp lớn cho thiên đạo này, hai là hắn đã từng chém nát phân thân của thiên đạo này. Cho nên lúc sắp đột phá, hắn đã có đoán thiên kiếp này chắc chắn không bình thường. Nhưng hắn không ngờ là mắt của thiên đạo. May dừng lại. Trác giáo viên trầm giọng nói. Ta biết điều này có chút ép buộc, hơn nữa cũng không phúc hậu. Dù sao chúng ta đáp ứng ngươi là sẽ thay người hộ pháp. Nhưng bây giờ, tình hình thật sự rất tệ. Những lão bất tử thiên lạng sơn mạch kia còn chưa ra tay, bởi vì bọn họ sợ bị mắt thiên đạo này hiểu nhầm làm liên lụy tới bọn họ. Nhưng đợi đến khi chúng ta bị mắt thiên đạo này tiêu hao hết sức lực, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức cho chúng ta một đòn hủy diệt. Tới khi đó, tất cả Vân Hải Thành đều sẽ kết thúc. Một khắc, ta chỉ cần một khắc thôi. Dương Diệp nhìn thẳng Trác giáo viên. Đây là một cơ hội, hắn thật sự không muốn bỏ qua như vậy. Chúng ta không chống đỡ được. Trác giáo viên khổ sở nói. Người bình thường trùng kích thánh giả đều phải cần chuẩn bị chu đáo, ngươi làm cho chúng ta bất ngờ không kịp đề phòng, nếu như là bình thường còn tốt, chúng ta liên thủ sẽ chống đỡ mắt thiên đạo này một canh giờ cũng được. Dù sao nó chỉ đánh xuống thần lôi màu đen, nhưng bây giờ, một bên có các thánh giả thiên lang sơn mạch chú ý. Nếu sơ sẩy thì tất cả đám người chúng ta có thể sẽ phải chết. Dương Diệp hắt sâu một hơi. Cho dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải mạnh mẽ ép huyền khí trong cơ thể mình xuống. Bởi vì nếu tiếp tục nữa, cho dù hắn thật sự đột phá bán thánh, nhưng sợ rằng khi đó Trác giáo viên và các thánh giả cũng sẽ tiêu đời. Mà đám người Trác giáo viên tiêu đời, vậy hắn cùng tất cả mọi người trong Vân Hải Thành cũng sẽ xong đời. Phụt! Dương Diệp phun tới một ngụm máu. Ban đầu hắn muốn trùng kích đột nhiên dừng lại, điều này tất nhiên tạo thành thương tổn không nhỏ cho cơ thể hắn, tuy nhiên cũng may không phải quá nghiêm trọng, bởi vì hắn còn chưa thật sự phá tan tấm chắn cảnh giới giữa hoàng giả cùng bán thánh. Chuyện lần này là chúng ta có lỗi với ngươi. Trác giáo viên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Đương nhiên, chuyện này cũng vượt ra ngoài dự đoán của ta. Lúc này... Phía chân trời đột nhiên lại truyền đến từng tiếng nổ lớn. Trác giáo viên biến sắc, nói. Mắt của thiên đạo còn chưa rời đi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Dương Diệp lắc đầu cười gượng, hắn có thể nói mình từng gặp phải mắt thiên đạo này sao? Cho dù hắn nói ra, Trác giáo viên cũng sẽ không tin, bởi vì điều này quá kinh thế hãi tục. Ha ha, đám lão bất tử thư viện Vân Hải. Các người cũng có ngày hôm nay. Mắt của thiên đạo, đúng là khiến ta cười chết mất. Vào lúc này, các người tự nhiên có người muốn đột phá thánh giả, đúng là trời giúp thiên lang sơn mạch ta. Tới đi, từ từ tới, chúng ta không vội. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng trên không trung của Vân Hải Thành. Tiếp theo, năm lão già mặc gia thú xuất hiện ở trên không trung bên ngoài Vân Hải Thành. Là thánh giả của thiên lang sơn mạch. Trong gian phòng. Sắc mặt Trác giáo viên trầm xuống. Dương Diệp đứng dậy và đi tới ngoài cửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này bốn lão già đang ngăn cản lôi kiếp từ mắt của thiên đạo.
có thể nhìn ra bọn họ đã cố hết sức. Mắt thiên đạo này chắc hẳn đã phong tỏa khí tức của ngươi. Trác giáo viên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, trầm giọng nói. Chỉ cần khí tức của ngươi còn, nó sẽ không biến mất. Ngươi có cách che giấu khí tức của mình không? Dương Diệp không nói gì chỉ nhìn ra bên ngoài Vân Hải Thành, lúc này lão già mặc gia thú đang đứng trên không trung ngoài Vân Hải Thành chính là cường giả cảnh giới thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Cũng chính là bốn lão già này làm cho hắn không thể không tạm thời buông tha việc trùng kích bán thánh. Nhìn bốn lão già này, ở trong đầu Dương Diệp xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nói. Các ngươi không cho lão tử đột phá bán thánh, lão tử cũng không cho các ngươi sống tốt, cùng lắm thì mọi người cùng nhau tiêu đời. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Trác giáo viên, nói. Trác giáo viên, đợi lát nữa vẫn mong ngươi yểm hộ cho ta. Nói xong, chân phải của Dương Diệp đạp xuống đất mặt, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, sau đó biến mất ở phía chân trời. Trác giáo viên hơi ngẩn người ra và có phần sửng sốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy hướng Dương Diệp lao đi, hắn lập tức hiểu rõ Dương Diệp muốn đi tới Thiên Lang Sơn Mạch. Hắn muốn dẫn dắt mắt của thiên đạo tới Thiên Lang Sơn Mạch đi. Trác giáo viên nuốt nước bọt, nói. Còn có thể làm như vậy sao? Lúc này, mắt của thiên đạo ở phía chân trời này đột nhiên di chuyển, phương hướng kia chính là Thiên Lang Sơn Mạch. Những thánh giả Thiên Lang Sơn Mạch thoáng ngẩn người ra, khi bọn họ nhìn thấy Dương Diệp mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Giết chết hắn. Không biết là thánh giả nào gầm lên giận dữ, năm thánh giả Thiên Lang Sơn Mạch đồng thời ra tay. Mục tiêu chính là Dương Diệp. Ta làm vậy không gọi là trộm, phải gọi là cướp. Một. Lúc này, thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch làm sao dám để cho Dương Diệp đi vào Thiên Lang Sơn Mạch được. Dương Diệp bé nhỏ không đáng kể, nhưng trên đỉnh đầu hắn có mắt của thiên đạo đấy. Lúc này mắt của thiên đạo đã phong tỏa Dương Diệp, hắn đi đâu thì mắt của thiên đạo sẽ xuất hiện ở đó. Lấy mức độ khủng khiếp của mắt thiên đạo, một khi làm không tốt, tất cả Thiên Lang Sơn Mạch đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, bất kể thế nào bọn họ cũng không thể để cho Dương Diệp chạy đến Thiên Lang Sơn Mạch được. Năm tên thánh giả đồng thời ra tay phải kinh khủng tới mức nào? Không nói gì khác, chỉ khí thế khủng khiếp do năm người bọn họ phát ra đã ép Dương Diệp phải ngừng lại. Tiếp theo, nắm bàn tay khổng lồ che trời trực tiếp đánh về phía vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp dĩ nhiên không chống đỡ được, đừng nói là năm tên, chỉ một tên thôi cũng quá sức với hắn. Hắn không ngăn cản được, nhưng hắn lại không sốt ruột, bởi vì có người sẽ ngăn cản cho hắn. Quả nhiên, vào lúc đám người thánh giả Thiên Lang Sơn Mạch ra tay, đám người Trác giáo viên cũng lập tức ra tay, trực tiếp đánh về phía bọn họ. Hai bên vừa giao đấu thì quả thực chính là trời sụp đất đổ. Phía chân trời xuất hiện từng hố đen không gian lớn, không đến nửa hơi thở, phía chân trời đều biến thành một màu đen. Giờ phút này, không chỉ nhân loại mà ngay cả yêu thú cũng run rẩy. Bởi vì tiếp tục đánh như vậy, Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều sẽ bị hủy. Đúng lúc này, mắt của thiên đạo phía chân trời đột nhiên phát ra 20 thần lôi màu đen, trong đó có 2 thần lôi rơi về phía Dương Diệp, số còn lại lao về phía đám người Trác giáo viên và các thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Lần này số lượng của thần lôi màu đen tăng lên, ngay cả uy lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Ở dưới uy áp khủng khiếp này, rất nhiều yêu thú cùng nhân loại đều nằm ở trên mặt đất run rẩy. Đây mới thực sự là uy lực của trời đất, người bình thường căn bản không chịu nổi. Giờ phút này, các thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch cùng đám người Trác giáo viên không hẹn mà cùng ngừng lại. Cho dù là bọn họ cũng không dám khinh thường thần lôi màu đen này. Các thánh giả ngừng lại, Dương Diệp lại di chuyển. Hắn căn bản không để ý tới thần lôi màu đen kia, vẫn lao về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Lúc này hắn chắc chắn không ngăn cản được thần lôi màu đen, nếu hắn thi triển ra kiếm vực thì có lẽ có thể chống đỡ, nhưng hắn không dám thi triển kiếm vực. Bây giờ hắn còn chưa đạt được bán thánh, nếu thi triển kiếm vực, tuổi thọ căn bản không đủ để chống đỡ được. Cho nên, nếu muốn chống đỡ thần lôi màu đen này, hắn chỉ có một cách. Đó chính là đi tới Thiên Lang Phong. Chỉ cần đi tới Thiên Lang Phong, không cần hắn chống đỡ, Thiên Lang Vương và các thánh giả khác sẽ chủ động giúp hắn chống đỡ. Ở giờ phút nguy hiểm này, Dương Diệp đẩy tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất, ngự kiếm cộng thêm pháp tắc tốc độ. Làm cho Dương Diệp hóa thành một điểm sáng và biến mất ở cuối chân trời.
làm càn. Khi Dương Diệp vừa đến Thiên Lang Phong, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, một người trung niên trên người mặc trường bào màu bạc chắn ở trước mặt Dương Diệp. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ nát, đồng tử của Dương Diệp co lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, muốn liều mạng đánh một trận. Chợt viện trưởng thư viện Vân Hải Thương Vân Tịch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thương Vân Tịch vung tay phải lên, những không gian xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Mà lúc này, thần lôi màu đen vốn đánh về phía của Dương Diệp đã tới không trung của Thiên Lang Phong. Áp lực của nó mạnh mẽ tới mức trực tiếp làm cho rất nhiều ngọn núi nhỏ xung quanh Thiên Lang Phong biến thành đất bằng. Thiên Lang Sơn Mạch đều run rẩy dưới uy áp của thần lôi màu đen ở đây. Thiên Lang Vương nheo mắt, lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó giơ tay phải vung lên trên. Một móng vuốt sói màu trắng bạc che trời xuất hiện ở phía chân trời, sau đó hung hăng va chạm vào thần lôi màu đen kia. Trời đất run rẩy dữ dội. Vào giờ phút này, linh khí trong không gian bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như sẽ lập tức bị nghiền nát, giống như ngày diệt vong đã tới. Rất lâu sau, Thiên Lang Vương thu tay về, thần lôi màu đen đã biến mất, nhưng gương mặt Thiên Lang Vương lại trắng bệch. Vì sao vừa rồi không tập kích bất ngờ? Dương Diệp đứng bên cạnh Thương Vân Tịch đột nhiên hỏi. Trước đó, lúc Thiên Lang Vương đối đầu với thần lôi màu đen, nếu như viện trưởng đánh lén, cho dù không thể khiến cho đối phương ngã xuống, nhưng chắc chắn sẽ làm đối phương bị thương nặng. Thương Vân Tịch chỉ vào đám người Trác giáo viên, nói. Nhìn thấy kết quả bọn họ ra tay không? Nếu ta đại chiến với Thiên Lang Vương ở đây, sẽ lập tức bị mắt thiên đạo này phong tỏa. Bây giờ, nói đến đây, Thương Vân Tịch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi nói xem, mắt thiên đạo này sẽ không phải xuất hiện vì ngươi chứ? Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, ánh mắt Thiên Lang Vương cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Đúng là vì ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Thương Vân Tịch cùng Thiên Lang Vương đều mất tự nhiên. Rất lâu sau, Thương Vân Tịch nói. Ngươi rốt cuộc làm ra tội nghiệp gì vậy? Dương Diệp. Nhi tử và nữ nhân của ta là do ngươi giết à? Thiên Lang Vương nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy. Kho báu của ta cũng là do ngươi trộm sao? Thiên Lang Vương lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không gọi đó là trộm, mà phải gọi là cướp. Bầu không khí ở đó lập tức trở nên căng thẳng. Thiên Lang Vương nhìn Dương Diệp cũng không tỏ ra yếu thế, đối mặt cùng đối phương. Áp lực của cường giả thánh giả rất mạnh mẽ, nhưng uy áp này với hắn cũng không là gì cả. Nhìn thấy Dương Diệp không khiếp sợ Thiên Lang Vương, trong lòng Thương Vân Tịch thầm gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng. Mặc dù hắn không thích tính cách của Dương Diệp, nhưng không thể không nói tâm tính cùng can đảm này vẫn rất tốt. Đặc biệt là can đảm này, bởi vì trong lòng không sợ hãi, mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo. Rất lâu sau, Thiên Lang Vương nói. Thiên Lang Sơn Mạch ta trăm tính vạn tính cũng không tính đến ngươi. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của ngươi, Thiên Lang Sơn Mạch ta đã sớm phá được Vân Hải Thành với cái giá rất nhỏ. Đáng tiếc, bởi vì sự xuất hiện của ngươi làm Thiên Lang Sơn Mạch ta không chỉ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn làm rối loạn một loạt kế hoạch của Thiên Lang Sơn Mạch ta. Ngươi, thật sự đáng chết. Thiên Long Vương, ta thật sự không hiểu. Lúc này, Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Từ trước tới nay, quan hệ giữa Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải ta đều rất bình thường. Vì sao lần này các ngươi phải tấn công Thư viện Vân Hải ta với quy mô lớn như vậy? Hơn nữa, nhìn các ngươi như vậy, Thiên Lang tộc ngươi, Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, còn có Vân Tiêu Thánh Điện hẳn đã sớm vạch ra mưu kế từ trước. Ta không tin các ngươi làm vậy chỉ đơn thuần vì linh mạch của Thư viện Vân Hải ta. Thiên Long Vương cười lạnh, nói. Thương Vân Tịch, ta chỉ có thể nói chiến tranh vừa bắt đầu tiến. Hành, về phần Thư viện Vân Hải của ngươi, hãy tin tưởng ta. Không người nào có thể giữ được Thư viện Vân Hải của ngươi, Thanh Đạo Môn không được, Cố Kiếm Trai cũng không được. Người phía sau các ngươi là ai? Thương Vân Tịch trầm giọng nói. Sau này người sẽ biết thôi. Thiên Lang Vương nói. Xoẹt. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo, hai thần lôi màu đen từ trong mắt của thiên đạo chậm rãi rơi xuống. Mục tiêu của hai thần lôi màu đen là Thiên Lang Vương và Dương Diệp. Bởi vì trước đó Thiên Lang Vương mạnh mẽ ra tay đập nát thần lôi màu đen,
lúc này mắt thiên đạo này đã xem thiên lang vương là kẻ địch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiên lang vương nheo mắt lại. Cho dù trước đó hắn đã đỡ được một thần lôi màu đen, nhưng cũng không thoải mái gì. Mà bây giờ, mắt thiên đạo này lại tới. Gào. Thiên lang vương giận dữ gào lên một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền và đánh vào một thần lôi màu đen. Hai quyền lớn che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, cuối cùng va chạm vào một thần lôi màu đen trong đó. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, trong ngàn dặm xung quanh thiên lang phong bị tiếng nổ lớn này trùng kích, trực tiếp hóa thành đất băng. Cùng lúc đó, rất nhiều yêu thú thiên lang sơn mạch dưới linh giai đều trực tiếp bị uy lực còn sót lại của lực lượng khủng khiếp này đánh chết. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên trong thiên lang sơn mạch. Một đòn đánh nát một thần lôi màu đen. Mặt thiên lang vương càng thêm tái nhợt. Nhận thấy được tình hình của thiên lang sơn mạch, vẻ mặt thiên lang vương trở nên thâm trầm. Hắn nhìn về phía Thương Vân Tịch cùng Dương Diệp với vẻ hung ác. Các ngươi đáng chết. Bất kể nói thế nào, Dương Diệp thần cũng không chống đỡ được thần lôi màu đen này. Dương Diệp không ngăn cản được, dĩ nhiên Thương Vân Tịch phải ngăn cản. Mà Thương Vân Tịch ngăn cản, vậy hắn lại có cơ hội giết chết Dương Diệp. Thương Vân Tịch tất nhiên cũng biết được điểm ấy. Vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi. Tiền bối cứ đứng nhìn là được. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Chỉ là thần lôi màu đen mà thôi, có gì phải sợ. Đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người ngăn cản cho ta. Thương Vân Tịch nhíu mày, nói. Ngươi không nói đùa chứ? Dương Diệp cười nói. Tất nhiên, ta làm sao có thể lấy tính mạng của mình ra đùa được. Tiền bối chỉ cần chú ý tới Thiên Lang Vương. Đề phòng hắn đánh lén ta là được. Về phần chuyện khác, tiền bối không nên nhúng tay vào. Thương Vân Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Vào thời điểm này, Dương Diệp chắc chắn sẽ không tìm đường chết. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Dương Diệp. Có người ngăn cản cho ngươi sao? Thiên Lang Vương cười lạnh, nói. Ta thật ra muốn xem thử kẻ ngu ngốc nào sẽ tới ngăn cản lôi kiếp này cho ngươi. Dương Diệp đặc biệt nghiêm túc khẽ gật đầu, nói. Đối phương đúng là một kẻ ngu ngốc. Nói xong, cơ thể Dương Diệp bắt đầu chậm rãi bước xuống. Thần lôi màu đen kia mang theo áp lực khủng khiếp không gì sánh được chậm rãi rơi về phía Thiên Lang Phong. Đại trận bảo vệ ngọn núi Thiên Lang Phong cũng mơ hồ trở nên vặn vẹo. Theo thần lôi màu đen hạ xuống, Dương Diệp làm mục tiêu của nó cũng không chịu nổi, uy áp cường đại này làm cho hắn cũng phải run rẩy. Nếu như không phải nhờ có hai loại ý cảnh chống đỡ, sợ rằng lúc này hắn cũng đã ngã xuống đất rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp chậm rãi hạ xuống, thần lôi màu đen cũng hạ xuống theo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thương Vân Tịch hơi ngẩn người ra. Ngay lập tức, hắn dường như nghĩ tới điều gì đó và khẽ cười. Vẻ mặt Thiên Lang Vương thì lập tức biến đổi. Thần lôi màu đen đang tiếp tục rơi xuống, Dương Diệp có chết hay không hắn không biết, nhưng hôm nay Thiên Lang Phong tuyệt đối cũng bị hủy sạch. Khốn kiếp! Thiên Lang Vương giận dữ gầm thét lên và đánh một chưởng về phía Dương Diệp, nhưng đã bị Thương Vân Tịch ngăn cản. Thiên Lang Vương không có cách nào giết chết Dương Diệp nên đành phải ra tay với thần lôi màu đen kia. Bởi vì thần lôi màu đen này đánh xuống, Thiên Lang Phong thật sự sẽ bị hủy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi đánh nát thần lôi màu đen, Thiên Lang Vương nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong cơ thể hắn phát khí tức cuồng bạo vô cùng vô tận, làm cho không gian xung quanh trực tiếp sôi trào. Lúc này, Thiên Lang Vương sắp phát điên rồi. Dương Diệp ngừng lại và nhìn Thiên Lang Vương, nói. Rất đơn giản, ta muốn trở thành bán thánh, nhưng mắt của thiên đạo này có chút phiền phức. Ta cần các ngươi cùng Thư viện Vân Hải giúp ta chống đỡ. Ngươi xem, có phải rất đơn giản hay không? Chúng ta trợ giúp ngươi trở thành bán thánh. Thiên Lang Vương giận dữ gầm thét lên. Ngươi nằm mơ giấc mộng xuân thu đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nếu như vậy, ta sẽ không đi. Mọi người chúng ta cùng nhau chơi trò độ kiếp vậy. Thiên Lang Vương, cố gắng lên, ngươi làm được mà. 1. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Thiên Lang Vương tức giận thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Chơi độ kiếp. Nếu như ở Vân Hải Thành, hắn sẽ bằng lòng chơi độ kiếp cùng Dương Diệp. Nhưng đây là ở Thiên Lang Sơn Mạch, không cần những thân lôi màu đen này rơi vào Thiên Lang Sơn Mạch. Chỉ cần thêm mấy lần uy lực còn sót lại cũng đủ để hủy diệt Thiên Lang Sơn Mạch. Dãy núi bị phá hủy cũng không sao, nhưng nếu như linh mạch trong vùng núi này bị hủy, ngày đó lang tộc cũng thật sự kết thúc. Hơn nữa,
Một ít lang yêu thực lực hơi thấp căn bản không có khả năng chống lại uy lực còn sót lại của thần lôi màu đen này, đặc biệt là những ấu thú. Nói tóm lại, cứ tiếp tục như vậy, Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ bị hủy, rất nhiều yêu thú còn phải chết. Thiên Long Vương hít sâu một hơi, lúc này, hai mắt hắn đã đỏ ửng, sát ý gần như thực chất. Có thể thấy được hắn muốn giết chết Dương Diệp đến trình độ nào. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể uy hiếp ta sao? Thiên Long Vương gằn giọng nói. Ta chính là đang trắng trợn uy hiếp ngươi đấy. Sắc mặt Dương Diệp cũng đột nhiên trở nên dữ tợn. Lão tử cố gắng đột phá, Thiên Lang Sơn Mạch ngươi tự nhiên muốn chen một chân vào. Được, các ngươi không cho ta trở thành bán thánh, lão tử lại kéo các ngươi chôn cùng. Dù sao ta cũng buôn bán có lời. Có phải ngươi muốn chết không? Không gian xung quanh Thiên Lang Vương đã bắt đầu chậm rãi tách ra, lúc này hắn giống như một ngọn núi lửa sắp. Dương Diệp đi tới si phía sau Thương Vân Tịch, sau đó nhìn Thiên Lang Vương, nói. Ta không phải muốn chết, nhưng ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thiên Lang Vương bị nghiền nát, một khí tức cường đại cuốn về phía Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu khí tức này đã bị Thương Vân Tịch ngăn cản. Thương Vân Tịch ho khan một tiếng, sau đó nói. Thiên Lang Vương, ta cảm thấy ngươi không đúng rồi. Tiểu bối người ta chỉ muốn trở thành bán thánh mà thôi, Thiên Lang Sơn Mạch ngươi lại điều động tất cả thánh giả tới ngăn cản. Chuyện này, các ngươi thật sự làm không đúng. Thương Vân Tịch ngươi bớt nói những lời làm ta khó chịu đi. Thiên Lang Vương gằn giọng nói. Thương Vân Tịch nhún vai, nói. Đúng là có lòng tốt không được báo, ta vốn còn muốn hòa giải cho các ngươi, nhưng hiện tại xem ra lão phu đúng là tự mình đa tình. Nói xong, hắn xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Nói thế nào thì ta cũng đã lâu không chơi trò thiên kiếp này, ngày hôm nay chúng ta vừa lúc có thể từ từ vui đùa một chút. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm ở đây, có lão phu, không ai có thể làm gì được ngươi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, viện trưởng này cũng có chút vô sỉ a. Hai người Dương Diệp cùng Thương Vân Tịch kẻ sướng người họa, Thiên Lang Vương bên cạnh này thì giận tới tím mặt. Phía chân trời, mắt của thiên đạo không ngừng phóng ra thần lôi màu đen về phía đám người trác giáo viên và thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Hơn nữa thiên kiếp kia càng lúc càng mạnh hơn, số lượng cũng càng lúc càng nhiều. Thánh giả hai bên đều toát mồ hôi. Xoẹt! Lúc này, lại có hai đường thần lôi màu đen rơi về phía Thiên Lang Vương cùng Dương Diệp. Dương Diệp cùng Thương Vân Tịch không chỉ thấy khẩn trương, trái lại vẫn cười nhìn Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương, cố gắng lên, ngươi làm được mà. Dương Diệp nghiêm túc nói. Thiên Lang Vương nhăn nhó, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, trên mặt đã không còn phẫn nộ trước đó nữa. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại ra tay lần nữa. Hai thần lôi màu đen lại bị Thiên Lang Vương phá hủy. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn phát hiện, thực lực của Thiên Lang Vương mạnh hơn đám người trác giáo viên rất nhiều. Cho dù ngoài mặt hắn biểu hiện rất khinh thường Thiên Lang Vương, nhưng trong lòng đặc biệt nặng nề. Một khi có cơ hội, loại cường giả này tuyệt đối có thể một chiêu giết chết hắn. Hắn không thể không thấy nặng nề được. Ngươi muốn trở thành bán thánh sao? Thiên Lang Vương đột nhiên nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đặc biệt muốn, tuy nhiên phải xem các ngươi có thể thành toàn hay không. Nếu như không thành toàn, vậy thì ngại quá chúng ta tiếp tục chơi. Chờ đến khi lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch ngươi chết hết mới thôi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Dương Diệp vẫn rất bình tĩnh, nhưng lộ ra sự lạnh lùng. Nghe vậy, trên mặt Thiên Lang Vương đầy lệ khí, hắn nhìn Dương Diệp rất lâu rồi đột nhiên gật đầu cười, nói. Được, rất tốt, muốn Thiên Lang Sơn Mạch ta chết hết, không nghĩ tới có người dám nói những lời này ở ngay trước mặt ta, càng không ngờ người nói ra những lời này chỉ là một con kiến hôi cảnh giới hoàng giả. Được. Đúng là rất tốt. Dương Diệp không để ý tới Thiên Lang Vương đã sắp phát điên, mà ngẩng đầu nhìn về phía mắt của thiên đạo, nói. Ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực, bớt nói nhảm thôi. Nếu như ta không đoán sai, sau mấy chục hơi thở, mắt thiên đạo này sẽ lại ra tay với chúng ta. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi có thể ngăn cản, nhưng ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Ta tính sơ qua, tối đa là 3-4 lần, nguyên khí của ngươi sẽ bị tổn thương lớn. Tới khi đó, viện trưởng muốn giết ngươi sẽ không quá khó khăn. Nếu ta liều mạng cả hai cùng thua thiệt, tất cả mọi người sẽ chết. Thiên Lang Vương nói. Vậy ngươi còn chờ gì nữa?
Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Lang Vương. Được, ngươi muốn liều mạng khiến cả hai đều thua thiệt thì rất đơn giản, trực tiếp không quan tâm tới thần lôi màu đen này là được. Như vậy, ta nhất định sẽ chết, tuy nhiên ngươi yên tâm, tất cả yêu thú Thiên Lang sơn mạch của ngươi đều sẽ chôn cùng ta. Chỉ cần ngươi bỏ được thì tốt rồi, dù sao ta đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ liều mạng với ngươi. Vậy tới đi. Thiên Long Vương nhìn thẳng Dương Diệp, giọng nói bình tĩnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Được. Xuất. Hai thần lôi màu đen chui ra khỏi mắt của Thiên Đạo gia, sau đó rơi về phía Dương Diệp cùng Thiên Long Vương. Lần này thần lôi màu đen còn mạnh hơn trước, nó mới vừa xuất hiện, uy áp vô tận giống như thủy triều ép về phía toàn bộ Thiên Lang sơn mạch, ở dưới uy áp này, không gian phía chân trời cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Hai thần lôi này có uy lực còn mạnh hơn thần lôi màu đen mà đám người Trác giáo viên phải chịu. Dù sao mắt Thiên Đạo này cũng muốn giết chết Dương Diệp. Một chảo lớn phóng lên cao, hung hăng va chạm vào một thần lôi màu đen nhau. Móng lớn lập tức tiêu tan, tuy nhiên rất nhanh lại có mấy chảo lớn phóng lên cao. Khi chảo lớn thứ bảy đánh vào thần lôi màu đen kia, cả hai đều nổ mạnh, rất nhiều mảnh vỡ năng lượng rơi xuống. Thiên Lang Vương vung tay phải lên. Những mảnh vỡ năng lượng kia lập tức biến mất. Lúc này, thần lôi thuộc về Dương Diệp đã đi tới cách đỉnh đầu Dương Diệp 500 trượng. Thiên Lang Vương lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không có dấu hiệu ra tay. Tay phải của Thương Vân Tịch chậm rãi nắm chặt lại, trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu như Thiên Lang Vương thật sự không ra tay, lấy thực lực của Dương Diệp thì căn bản không chống đỡ được thần lôi màu đen này. Thương Vân Tịch trầm ngâm một lát và quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại nhìn hắn khẽ lắc đầu. Nếu như Thương Vân Tịch ra tay, vậy bọn họ xem như đã thua. Dù không chết, nhưng hắn cũng không có hy vọng đột phá bán thánh nữa. Lần này là một cơ hội, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Cho nên, hắn phải đánh cược tới cùng. Thương Vân Tịch do dự một lát, sau đó khẽ gật đầu. Hắn vẫn quyết định tin tưởng Dương Diệp. Vào thời điểm này, một khi hắn ra tay thì Dương Diệp không chỉ mất đi cơ hội đột phá bán thánh. Hắn cũng sẽ bị mắt của Thiên Đạo phong tỏa. Tới khi đó, Thư viện Vân Hải bên này sẽ ở thế hạ phong. Bởi vì bọn họ vừa phải bảo vệ mình, lại vừa phải bảo vệ Dương Diệp. Dưới tình huống đó, Thư viện Vân Hải nhất định sẽ thua. Nhưng nếu như không ra tay, đừng nói Dương Diệp chống đỡ thần lôi màu đen này, cho dù uy áp khủng khiếp của thần lôi màu đen này thôi, cũng không thể chống đỡ nổi đâu. Trong lòng Thương Vân Tịch có chút sầu dĩ khó xử. Dương Diệp chậm rãi rơi xuống dưới, Thiên Lang Vương không ra tay, cũng không ngăn cản, bởi vì có Thương Vân Tịch ở đây, hắn căn bản không thể làm được. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới Thiên Lang Phong, tuy nhiên chẳng bao lâu đã có một màn hào quang màu vàng bao phủ Thiên Lang Phong và ngăn cản Dương Diệp ở bên ngoài. Dương Diệp cười lạnh, kiếm ý cùng sát ý điên cuồng tuôn ra, cuối cùng hình thành một tấm lá chắn ở trước mặt của hắn. Sau khi kiếm ý cùng sát ý xuất hiện, luồng uy áp khủng khiếp trên người của Dương Diệp lập tức giảm đi rất nhiều. Lúc này, thần lôi màu đen cách Dương Diệp chưa đến 200 trượng. Áp lực mạnh mẽ trong đó trực tiếp làm cho màn hào quang màu vàng phía dưới Dương Diệp vặn vẹo. Mà ở Thiên Lang Phong ngoại trừ cấp bán thánh ra, những lang yêu khác đều nằm sấp ở trên mặt đất và run lẩy bẩy. Tấm lá chắn do kiếm ý kia cùng sát ý của Dương Diệp hình thành cũng nứt ra, áp lực rơi vào trên thân Dương Diệp. Cũng may Dương Diệp vẫn miễn cưỡng chịu được. Thần lôi màu đen cách Dương Diệp chưa đầy trăm trượng. Sắc mặt Dương Diệp bắt đầu tái nhợt. Lúc này, hắn đã lấy ra tấm lá chắn trắng để ngăn cản, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đương nhiên, những yêu thú của Thiên Lang Phong càng không chịu nổi. Ngoại trừ số ít cường giả bán thánh, phần lớn cường giả bán thánh cũng đã nằm sấp ở trên mặt đất. Không chỉ vậy, cơ thể một ít yêu thú dưới tôn cấp bắt đầu nổ tung mà chết. Mà Thiên Lang Vương vẫn không có ý định ra tay. Ánh mắt Thương Vân Tịch vẫn tập trung ở trên người Dương Diệp, chỉ cần Dương Diệp không nhịn được, hắn sẽ lập tức ra tay. Thần lôi vẫn đang hạ xuống, chẳng bao lâu nó chỉ cách Dương Diệp không đến 50 trượng. Trên đỉnh Thiên Lang Phong, cơ thể của một ít yêu thú tôn cấp cũng bắt đầu nổ tung. Rất nhiều tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Màn hào quang màu vàng bao phủ Thiên Lang Phong ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp rơi xuống và xuất hiện ở trong bảy yêu thú của Thiên Lang Phong. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, cơ thể đã run lẩy bẩy, dường như sắp bò trên mặt đất vậy. Nhưng hắn vẫn đang kiên trì.
Thần lôi màu đen vẫn đang hạ xuống, đã đi tới trên không trung của Thiên Lang Phong. Ở đó, ngoại trừ một ít bán thánh cao cấp, tất cả yêu thú đều nằm sấp ở trên mặt đất, cho dù là một ít bán thánh cao cấp cũng sắp không chịu nổi. Cùng lúc đó, cơ thể rất nhiều yêu thú cảnh giới tôn giả bắt đầu đang nổ tung. Từ trước đến bây giờ, đã có khoảng 100 vạn con yêu thú chết ở dưới uy áp thần lôi này. Nhưng, Thiên Lang Vương vẫn không có ra tay, hắn giống như không nhìn thấy những yêu thú đã chết kia. Dĩ nhiên không phải hắn có ý chí sắt đá, hắn chỉ không muốn chịu sự áp chế của Dương Diệp. Rất nhiều lang yêu của Thiên Lang tộc chết ở trong tay của Dương Diệp. Yêu hậu cùng nhi tử của hắn cũng chết dưới tay Dương Diệp, còn có kho báu của hắn cũng bị Dương Diệp cướp sạch sẽ. Mà bây giờ, hắn lại phải tới giúp Dương Diệp thành tựu bán thánh, hắn sẽ làm thế nào? Hắn không nuốt trôi được cơn giận này. Hai tay Thiên Lang Vương nắm chặt lại, chỉ cần Dương Diệp không kiên trì nổi trước là được, chỉ cần Dương Diệp không kiên trì nổi, Thương Vân Tịch sẽ ra tay cứu giúp, khi đó chính là hắn cơ hội giết Dương Diệp. Bây giờ bọn họ đang đánh cược. Hắn thấy Dương Diệp đang đánh cược với hắn, đánh cược xem ai không nhịn nổi trước. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ái chà, xem trí nhớ của ta này, thiếu chút nữa quên mất một vật. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp thoáng động và dị thứ nguyên phương đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Tiếp theo, một khối vuông màu xanh lá đã bao phủ lấy Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi kiếm ý cùng sát ý, trên mặt cũng không còn tái nhợt cùng khó coi như trước, chỉ mỉm cười ôn hòa. Dương Diệp cười nói, Thiên Lang Vương, bảo vật này của ngươi thật tốt, không hổ danh là thần giai, ta không cảm giác áp lực gì nữa. Có lẽ ngay cả thần lôi màu đen này cũng có thể chống đỡ được một lát. Ngươi có muốn xem thử không? Đúng rồi, chỉ có điều những lang yêu sẽ chết hết. Ta là bán thánh, một, am. 10 chảo lớn đánh vào trên thần lôi màu đen kia, thần lôi màu đen lập tức vỡ vụn ra, năng lượng vô tận cùng áp lực che trời lấp đất chút xuống làm cho ít nhất mấy chục vạn lang yêu trên Thiên Lang Phong phải chết. Mà Dương Diệp ở trong đám lang yêu vẫn tươi cười ấm áp, hoàn toàn không có việc gì. Dị thứ Nguyễn Phương có thể không ngăn cản được thần lôi màu đen này, nhưng muốn ngăn cản áp lực của thần lôi màu đen này thì không khó. Thiên Long Vương nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi cố ý. Dương Diệp đã sớm có thể lấy ra dị thứ Nguyên Phương để ngăn. Cản áp lực, nhưng hắn chậm chạp không lấy ra. Vì sao? Rõ ràng, Dương Diệp cố ý tỏ ra yếu thế, làm cho yêu thú của Thiên Lạng Sơn mạch chết. Nói đơn giản một chút chính là hắn bị lừa. Uổng công tổn thất nhiều lang yêu như vậy, cuối cùng vẫn phải ra tay giúp Dương Diệp chống đỡ thần lôi màu đen này. Lần này, hắn thua nặng. Ta đúng là cố ý. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Lang Vương, nói. Để ta trở thành bán thánh, nếu không chúng ta tiếp tục chơi, ta muốn xem Thiên Lang tộc ngươi có thể chết bao nhiêu yêu thú. Thiên Lang Vương nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Từ khi xuất đạo tới nay, ta chưa bao giờ muốn giết một người nào giống như bây giờ. Nhân loại, ngươi là người đầu tiên. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Ngươi biết không, ta thật sự thích nhìn thấy bộ dạng ngươi khó chịu, lại không thể làm gì được ta. Vẻ mặt Thiên Lang Vương càng thêm thâm trầm. Dương Diệp lại nói. Thiên Lang Vương, nói thật ta vẫn có chút khinh thường ngươi. Là nam nhân thì phải quyết đoán một chút, hoặc là ngươi hy sinh tất cả yêu thú Thiên Lang Sơn mạch theo ta đồng quy vu tận. Hoặc là ngươi để ta trở thành bán thánh. Chỉ có hai lựa chọn này, hoàn toàn không khó chọn, ngươi không cần xoắn suýt lâu như vậy, ta thật sự rất xem thường ngươi. Hắn nuốt không trôi cơn giận này. Lúc này, Thương Vân Tịch bỗng nhiên nói. Ngươi hại chết nhiều lang yêu như vậy, còn trộm kho báu của hắn, mà bây giờ hắn phải tới trợ giúp ngươi trở thành bán thánh, hắn sao nuốt được cơn giận này chứ? Ngươi đấy, nói chuyện phải thích đức một chút. Ngay cả lão phu ta cũng thấy hắn có chút đáng thương. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, lão già này cũng không phải là một người tốt. Cơ mặt Thiên Lang Vương cũng khẽ giật, giờ phút này, hắn thật muốn hủy diệt cả thế giới. Hai mắt Thiên Lang Vương khép hờ, không gian xung quanh lại sôi trào. Một luồng khí thế cuồng bạo không ngừng dâng lên xung quanh Thiên Lang Vương. Trên khuôn mặt Thiên Lang Vương vặn vẹo biến hình đã lộ rõ hắn đang đấu tranh tư tưởng thế nào. Vẻ mặt Thương Vân Tịch dần dần trở nên nghiêm trọng, nếu như Thiên Lang Vương thật sự muốn ngọc đá đều nát, vậy mọi người thật sự đều sẽ tiêu đời. Cho dù khả năng này không lớn, nhưng lúc này Thiên Lang Vương rõ ràng đã bước đến ranh giới của sự điên cuồng,
còn có chuyện gì mà một người điên không làm được chứ? Xoẹt. Lúc này, mắt của thiên đạo ở phía chân trời đột nhiên dần hiện ra hai thần lôi màu đen, sau đó lại rơi về phía Dương Diệp cùng Thiên Lang Vương. Ta để ngươi trở thành bán thánh. Lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên mở mắt ra nhìn Dương Diệp nói. Ngươi không lừa ta chứ? Dương Diệp nói. Nhân lúc ta còn chưa thay đổi ý định. Thiên Lang Vương gằn giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, 13 người áo đen xuất hiện ở xung quanh của hắn. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Không thể nghi ngờ, lúc này hắn trùng kích bán thánh là vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hắn không biết phải đợi tới khi nào. Hơn nữa bởi vì mắt thiên đạo này, sau này trừ khi có 10 thánh giả trở lên giúp đỡ, nếu không hắn căn bản không dám trùng kích bán thánh. Nếu là bình thường, hắn trở lại cổ kiếm trai bảo thánh giả của cổ kiếm trai giúp đỡ cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ thiên lang vương này hận không giết được hắn, có thiên lang vương chú ý, hắn trở lại cổ kiếm trai cũng không an toàn. Biện pháp duy nhất chính là áp chế thiên lang vương, ép đối phương giúp đỡ hắn độ kiếp. Đương nhiên, hôm nay độ kiếp thành bán thánh trong thiên lang sơn cũng có nguy hiểm nhất định. Nhưng, điều này xem như là biện pháp tốt nhất của hắn. Nếu không, thành tựu bán thánh sẽ còn xa. Rất nhanh, tất cả thánh giả ở đó đều xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệp. Sau đó ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú cùng cường giả nhân loại, thánh giả của Thư viện Vân Hải cùng thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch bắt đầu liên thủ. Hai bên chia đều lôi kiếp, Dương Diệp ở phía dưới lại vững như Thái Sơn. Xung quanh có một vài lang yêu nhìn Dương Diệp với ánh mắt oán độc, muốn ra tay. Bọn họ dĩ nhiên là không xa lạ gì Dương Diệp. Từ khi Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch khai chiến tới nay, chính là nhân loại trước mắt này giết chết không biết bao nhiêu ruột thịt của bọn chúng. Lại thêm lúc trước, cũng vì người này đã làm cho rất nhiều yêu thú của Thiên Lang Sơn Mạch chết thảm. Bây giờ, nhân loại trước mắt này còn muốn trùng kích bán thánh ở ngay trước mặt bọn họ. Đây chính là sỉ nhục đối với tất cả yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch. Cho dù mỗi người đều hận không thể xông lên giết chết Dương Diệp, nhưng không có một con yêu thú nào dám lên trước. Không nói tới 13 người áo đen xung quanh Dương Diệp này, cho dù là thực lực của bản thân Dương Diệp cũng khiến bọn họ phải kiêng kỵ. Theo khí tức Dương Diệp càng lúc càng mạnh, mắt của thiên đạo ở phía chân trời đánh xuống thần lôi màu đen cũng càng lúc càng khủng khiếp hơn. Đám người Thiên Lang Vương cùng Thương Vân Tịch căn bản không cho những thần lôi màu đen kia rơi xuống không trung, bởi vì năng lượng trong đó quá mức khủng khiếp, một khi tiến lại gần, không chỉ Thiên Lang Sơn Mạch mà Vân Hải Thành ở phía xa cũng sẽ hóa thành cho tàn. Tất nhiên, các thánh giả càng lúc càng mệt mỏi. Đám người Thương Vân Tịch còn tốt, dù tốn sức nhưng cũng bình thường. Mọi người không có lời phàn nàn nào. Dù sao lúc này Dương Diệp xem như là cùng một phe với bọn họ. Nếu như Dương Diệp đột phá đến bán thánh, cũng là một chuyện tốt với bọn họ. Thử hỏi với ân tình lớn như thế, Dương Diệp có thể không biết xấu hổ giả vờ chưa từng phát sinh qua sao? Cho nên, với thánh giả của Thư viện Vân Hải, đây là một cơ hội tốt để trói chặt Dương Diệp vào Vân Hải Thành. Nhưng Thiên Lang Vương cùng các thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch lại bất bình. Dương Diệp là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Thư viện Vân Hải cũng là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ không chỉ phải liên thủ cùng kẻ thù không đội trời chung của mình, còn phải giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của mình trùng kích tới bán thánh. Loại cảm giác ủy khuất này làm cho Thiên Lang Vương cùng với tất cả thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch tức muốn nổ phổi. Đối với bọn họ mà nói, mấy vạn năm tới, đây tuyệt đối là lần đầu. Bởi vì mắt của thiên đạo xuất hiện nên tất cả cường giả nam giới đều bị thu hút. Tuy nhiên không có người nào dám qua đây. Nói đùa sao, nếu như bị mắt thiên đạo này phong tỏa, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Vân Hải Thành. Nhìn các thánh giả phía chân trời liên thủ đối đầu với mắt của thiên đạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Vô Song đầy vẻ nghiêm trọng cùng lo lắng. Trước đây nàng mới chỉ nghe nói qua về mắt của thiên đạo, mà bây giờ nàng lại tận mắt nhìn thấy. Nó còn khủng khiếp hơn sự tưởng tượng của nàng gấp trăm lần. Tại sao Dương Diệp có thể làm cho mắt của thiên đạo xuất hiện? Đây là lo lắng thật sự của Ngọc Vô Song. Mắt của thiên đạo xuất hiện thì chỉ có hai loại khả năng, Dương Diệp đều không thuộc về khả năng này, nhưng mắt thiên đạo này lại xuất hiện. Đây là điểm khiến nàng lo lắng cùng nghi ngờ không hiểu.
có phải rất tò mò tại sao hắn làm cho mắt của thiên đạo xuất hiện, đúng không? Lúc này, Phù Cẩm Tiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song quay đầu liếc nhìn Phù Cẩm Tiên, sau đó nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chắc hẳn đến cùng một chỗ với hắn, đúng không? Ngươi đoán không sai. Phù Cẩm Tiên nhìn mắt của thiên đạo trên cao, nói. Ta và hắn quả thật đến từ cùng một chỗ, ta với hắn đã từng gặp mắt thiên đạo này một lần. Lần đó, ta thậm chí không có dũng khí nhìn vào nó. Ngươi có biết không, khi đó hắn đã dám đối đầu cùng mắt thiên đạo này. Mà lúc đó, hắn mới là cảnh giới tôn giả. Trước kia hắn là người thế nào? Ngọc Vô Song đột nhiên hỏi. Phù Cẩm Tiên thu hồi ánh mắt, im lặng rất lâu mới nói. Ngươi sẽ cảm giác rất may mắn khi là bằng hữu của hắn, bởi vì hắn đều sẽ không thể hiện ra rất nhiều khuyết điểm với bằng hữu, thậm chí vì bằng hữu, hắn còn có thể thay đổi khuyết điểm của mình. Nhưng nếu như ngươi là kẻ địch của hắn, ngươi sẽ phát hiện hắn là người rất tàn nhẫn, rất điên cuồng, không từ thủ đoạn. Ta đã cảm giác được. Ngọc Vô Song nói. Nếu như không ta đoán sai, hắn chắc hẳn chỉ có rất ít bằng hữu. Phù Cẩm Tiên liếc nhìn Ngọc Vô Song, nói. Quả thật hắn có rất ít bằng hữu, điều này đều liên quan tới sự trưởng thành của hắn. Ta từng điều tra về hắn, khi còn nhỏ hắn và mẫu thân và muội muội sống rất khó khăn, vì mẫu thân và muội muội hắn đã đi tới kiếm tông, nhưng bởi vì một vài vấn đề nên hắn bị cách chức làm đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch. Ngọc Vô Song kinh ngạc nói. Hắn từng làm đệ tử tạp dịch sao? Theo Ngọc Vô Song, loại thiên tài như Dương Diệp ở bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ được xem là bảo bối. Nhưng nàng không nghĩ tới Dương Diệp đã từng làm đệ tử tạp dịch. Cảm giác khó tin đúng không? Phù Cẩm Tiên nói. Ngay từ lúc đầu ta cũng thấy khó có thể tin được. Hắn không chỉ từng làm đệ tử tạp dịch, còn bị thế lực của hắn vứt bỏ. Không chỉ có vậy. Công hội Phù Văn Sư đã từng vì lợi ích của mình mà phân rõ quan hệ với hắn. Đương nhiên, điều này cũng không phải thế lực đó hoàn toàn sai. Nhưng bởi vì những điều này làm cho tính cách hắn trở nên cực đoan. Hơn nữa, cũng bởi vì những điều này, hắn không hay tin tưởng người khác. Không trách được. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Khó trách trên một vài chuyện hắn lại trở nên quá khích như vậy. Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói. Ngươi thích hắn sao? Ngọc Vô Song liếc nhìn Phù Cẩm Tiên và không nói gì. Phù Cẩm Tiên liếc nhìn Ngọc Vô Song và mỉm cười, không nói chuyện, tập trung nhìn về phía chân trời. Nhân loại, ngươi rốt cuộc đã xong chưa? Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng hét giận dữ của Thiên Lang Vương. Cho dù bọn họ là thánh giả, nhưng đối mặt với mắt thiên đạo này, bọn họ cũng thấy mệt mỏi kiệt sức. Cứ tiếp tục như vậy, Dương Diệp có thể trở thành bán thánh hay không thì bọn họ không biết. Nhưng bọn họ biết, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị đánh chết. Đám người Thương Vân Tịch cũng liếc nhìn Dương Diệp, lúc này, bọn họ cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Khí tức của Dương Diệp không ngừng tăng vọt, khí tức cường đại này làm cho những lang yêu xung quanh không nhịn được phải liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Thương Vân Tịch cũng thả lỏng. Bởi vì nhìn dấu hiệu này, Dương Diệp sẽ lập tức đột phá. Hắn sẽ không có cơ hội đó. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không trung. Tiếp theo, tăng viên cùng một con chăn lớn đột nhiên nhanh chóng hiện ra. Con chăn lớn trực tiếp quét ngang về 13 người áo đen. Tăng viên giống như một đạn pháo bắn nhanh về phía Dương Diệp. Sắc mặt đám người Thương Vân Tịch hoảng hốt và muốn ra tay, nhưng lại bị thiên kiếp kéo lại. Ha ha, Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giúp ngươi đột phá đến bán thánh sao? Ngươi làm giấc mộng xuân thu đi, hôm nay chính là lúc thần hồn của ngươi cũng bị tiêu diệt. Phía chân trời vang lên tiếng cười to đầy vẻ điên cuồng của Thiên Lang Vương. Vào lúc tăng viên đi tới trước mặt Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra nhìn tăng viên, nói. Ta là bán thánh. Điện hạ của U Minh Điện. Một. Tăng viên hơi ngẩn người ra. Hắn không ngờ Dương Diệp đã đột phá đến bán thánh, nhưng trên mặt lóe lên vẻ ngoan động nói. Ngươi là bán thánh thì thế nào? Ta còn là bán thánh cao cấp. Dứt lời, tăng viên đánh ra một quyền. Quyền còn chưa tới, quyền thể đã tới trước mặt Dương Diệp, không gian xung quanh hắn lập tức vỡ vụn ra, từng vết nứt tối tăm xuất hiện như muốn cắn nuốt hắn. Tuy nhiên những khe nứt không gian này đều bị kiếm ý của Dương Diệp ngăn cản,
bởi vậy chỗ vị trí không gian của hắn tuyệt đối không bị ăn mòn. Lúc này, quyền của Tăng Viên đã tới. Dương Diệp không rút kiếm mà cũng đánh ra một quyền. Nhìn thấy Dương Diệp ra quyền, khóe miệng Tăng Viên cong lên lộ vẻ xem thường, một nhân loại đấu sức lực cơ thể với hắn sao? Đúng là không biết sống chết. Àm! Hai quyền va chạm vào nhau và phát ra một tiếng nổ vang, không gian xung quanh hai người chấn động mạnh, rất nhiều vết nứt lan tràn ra. Tăng Viên liên tục lùi lại chừng 10 bước, nhưng Dương Diệp lại không hề nhúc nhích. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây người. Bản thân Tăng Viên cũng ngây người. Hắn không nghĩ tới mình cùng một nhân loại cứng rắn so tài, sau đó mình vẫn thua. Người trước mắt này là một nhân loại đấy. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn nắm đấm của mình và nói. Cửu tử thần công, lão già kia không lừa ta. Sau khi thăng cấp đến bán thánh, hắn phát hiện cơ thể của mình thật sự phát sinh biến hóa rất nhỏ, đây là một loại biến hóa về chất. Nói đơn giản một chút chính là thật sự trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa giống như lời tổ sư Thanh Đạo Môn đã nói, ít nhất mạnh mẽ hơn gấp 5 lần trở lên. Bây giờ lực lượng cơ thể cùng phòng ngự của hắn hoàn toàn không yếu hơn Tăng Viên trước mắt. Luyện cửu tử thần công này hình như cũng không tệ. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể, trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Nói đùa sao, bỏ hết tu vi tu luyện lại một lần nữa, hắn cũng không muốn tự tìm đường chết. À, đúng lúc này. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy con chăn lớn đã bị 13 người áo đen chặt đứt đuôi, đang vội vàng chạy thoát thân. Dương Diệp lắc đầu, 13 người áo đen này rất mạnh mẽ. Cho dù là hắn lúc này đã đột phá đến bán thánh, dưới tình huống không thi triển ra kiếm ý cảnh giới hư vô cùng băng diệt thần quyền và cả kiếm vực, hắn cũng không chắc có thể chiến thắng. 13 người này liên thủ thật sự rất mạnh. Con chăn lớn này đi đánh lén bọn họ chính là tự tìm đường chết. Sao cơ thể ngươi có thể mạnh như vậy được? Tăng Viên đột nhiên nói. Trước đó hắn từng lĩnh giáo qua lực lượng cơ thể cùng phòng ngự của Dương Diệp. Lúc đó, cho dù mạnh mẽ cũng vẫn kém hơn hắn rất nhiều. Nhưng bây giờ, lực lượng cơ thể của Dương Diệp tự nhiên đã vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn thấy khó hiểu. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía Tăng Viên, nói. Ngươi đoán xem, mí mắt của Tăng Viên khẽ nhảy, hắn không nói gì, chân phải dẫm mạnh vào không trung và giống như một mũi tên rời cung bắn nhanh như điện chớp. Tốc độ này rất nhanh, cả người trực tiếp phá vỡ không gian lao về phía Dương Diệp. Cổ tay phải của Dương Diệp thoáng động, man thần kiếm đã xuất hiện trên tay. Hai tay hắn nắm chặt lấy man thần kiếm và chém mạnh một cái. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, Dương Diệp liên tục lùi lại chừng 10 bước. Mà Tăng Viên đã rơi xuống, cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất, tạo thành một hố sâu không thấy đáy. Dương Diệp đang chuẩn bị truy sát, lúc này Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Tiểu tử ngươi đừng thể hiện uy phong nữa, nhanh nghĩ biện pháp cho mắt thiên đạo này rời đi, nếu không tất cả mọi người sẽ xong đời. Dương Diệp dừng bước lại và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phát hiện lúc này sắc mặt đám người Thương Vân Tịch đều tái nhợt, vừa nhìn cũng biết bọn họ đã kiệt sức. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Tiền bối, nếu không như vậy đi, các ngươi cùng Thiên Lang Vương đồng quy vu tận. Ta sẽ giúp các ngươi xử lý tốt chuyện còn lại của Vân Hải Thành, các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Thương Vân Tịch nổi giận. Tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn phải không? Dương Diệp nói. Tiền bối thật sự không muốn thử sao? Rất khó có được cơ hội này. Tiểu tử, ngươi còn ở đó nói nhảm. Ta lập tức để cho ngươi tự mình chống lại thiên kiếp đấy. Thương Vân Tịch nói. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Hắn không nói nhảm nữa mà vung tay phải lên, thu 13 người áo đen vào, sau đó cả người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Chỉ trong giây lát, các thánh giả đã không cảm giác được khí tức của Dương Diệp nữa. Theo khí tức Dương Diệp biến mất, mắt của thiên đạo phía chân trời bắt đầu yên tĩnh. Chỉ trong giây lát, nó không ngừng quét toàn bộ mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Thiên Lang Vương cùng Thương Vân Tịch đều lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nếu như mắt thiên đạo này vẫn không biến mất, như vậy bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Bởi vì cho dù bọn họ có thực lực cũng là không dám phá hủy mắt thiên đạo này, một khi phá hủy mắt thiên đạo này, bọn họ sẽ rước lấy tồn tại càng khủng khiếp hơn. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn phải chết. Cũng may là mắt của thiên đạo nhìn lướt qua một lát, lại bắt đầu chậm rãi mờ ảo. Cùng lúc đó,
những mây đen xung quanh cũng bắt đầu tiêu tan. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu mắt của thiên đạo đã biến mất, mây đen tản đi, ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuống mặt đất. Giờ phút này, nhân loại cùng yêu thú đều thở phào nhẹ nhõm. Trải qua chuyện lần này, bọn họ giống như chết rồi sống lại vậy. Mắt của thiên đạo khủng khiếp tới mức khiến cho bọn họ thấy tuyệt vọng. Có thể nói, lần này mắt của thiên đạo xuất hiện, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người kính sợ trời đất. Đây tất nhiên không phải là một chuyện tốt, bất kể là người hay yêu, khi bắt đầu tu luyện cũng đại biểu đang tranh mạng sống cùng trời. Nhìn trời đất có thể kính, nhưng nếu sợ thì còn giành mạng sống với nó thế nào? Lúc này, đám người Thương Vân Tịch và đám thánh giả Thiên Lang Vương đều không hẹn mà nhíu mày. Bởi vì bọn họ nghĩ đến điểm này. Rất lâu sau, Thương Vân Tịch nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói. Thiên Long Vương, ta không quan tâm người phía sau ngươi là ai, ta muốn người hiểu rõ, cho dù cuối cùng Thư viện Vân Hải ta không chống lại được các ngươi, ta cũng sẽ kéo theo Thiên Lạng Sơn Mạch của ngươi chôn cùng. Nói xong, Thương Vân Tịch cùng đám người Trác giáo viên lập tức biến mất. Kéo Thiên Lạng Sơn Mạch ta chôn cùng sao? Khóe miệng Thiên Long Vương cong lên, cười lạnh nói. Trước đây có lẽ có thể, nhưng bây giờ, hừ. Nhân loại tên Dương Diệp kia phải chết. Lúc này, một thánh giả bên cạnh Thiên Lang Vương bỗng nhiên nói. Thiên phú của người này hơn người, thực lực càng đáng sợ mạnh mẽ. Nếu để cho hắn sống, sau này nhất định trở thành mối họa của Thiên Lang Sơn Mạch ta. Nghe được hai chữ Dương Diệp, vẻ mặt Thiên Lang Vương lập tức trầm xuống, Dương Diệp giết yêu hậu cùng nhi tử của hắn, còn trộm đi tất cả kho báu của hắn, trước đó còn ép hắn phải giúp đỡ. Có thể nói, hắn thật sự hận Dương Diệp thấu xương. Thiên Lang Vương hít sâu một hơi, cố kìm nén sát ý trong lòng, nói. Điều tra rõ lai lịch của người này không? Thánh giả kia lắc đầu, nói. Ở thế giới nhân loại, hắn giống như từ trong không trung xuất hiện vậy. Tuy nhiên theo chúng ta suy nghĩ, chắc hắn đến từ Trung Thổ Thần Châu. Hơn nữa lấy thiên phú và thực lực của hắn, ở Trung Thổ Thần Châu, hắn ít nhất cũng xuất thân từ thế gia hoặc tông môn cấp bạch kim. Có lẽ là thế lực cấp toàn thạch cũng không chừng. Thế lực cấp toàn thạch. Thiên Lang Vương nheo mắt, nếu như Dương Diệp đúng là người của thế lực cấp toàn thạch, chuyện kia sẽ khó giải quyết. Thiên Lang Sơn Mạch không có khả năng chống lại thế lực cấp toàn thạch này. Vẻ mặt Thiên Lang Vương biến đổi, qua rất lâu hắn mới gằn giọng nói. Cho dù hắn đến từ thế lực cấp toàn thạch, ta cũng muốn hắn phải chết. Chuyện này là tự nhiên. Thánh giả kia khẽ gật đầu, nói. Thiên Lang Sơn Mạch ta không thể chết nhiều sói nhỏ vô ích như vậy. Chẳng qua với thực lực của hắn như vậy, ngoại trừ những lão già chúng ta, trong các Thiên Lang Sơn Mạch ta căn bản không có sói nào là đối thủ của hắn. Ngay cả Tăng Viên một trong năm tiểu yêu vương cũng đã thua ở trong tay hắn. Ở nam giới này, dưới thánh giả sợ rằng đã không có người nào có thể giết được hắn. Lâu Thiên Tiêu có thể tới không? Thiên Lang Vương bỗng nhiên nói. Thánh giả kia lắc đầu, nói. Ta từng bàn bạc qua với Vân Tiêu Thánh Điện, nhưng bọn họ từ chối. Lý do là lúc này Lâu Thiên Tiêu đang nhận truyền thừa một loại lực pháp tắc thần bí. Lực pháp tắc, mí mắt của Thiên Lang Vương khẽ giật, bọn họ là thánh giả đã vượt ra ngoài trời đất, còn vượt qua rất nhiều lực pháp tắc. Nhưng điều này không có nghĩa là một vài lực pháp tắc không uy hiếp bọn họ. Một ít lực pháp tắc thần bí có thể uy hiếp tới bọn họ, thậm chí là uy hiếp với cường giả trên thánh giả. Cho dù Lâu Thiên Tiêu không thể tới, nhưng Dương Diệp này vẫn chắc chắn phải chết. Lão già thánh giả kia đột nhiên nói. Bởi vì ta đã nhận được tin tức, U Minh Điện của Trung Thổ Thần Châu đã phái một điện hạ đến đây, nhưng không biết là vị điện hạ nào. Nói chung, không quan tâm là người nào, Dương Diệp này cũng chắc chắn phải chết. Đến lúc đó ta thật sự muốn xem thử Thư viện Vân Hải này có dám đứng ra bảo vệ Dương Diệp không. U Minh Điện. Nghe được ba chữ này. Trong mắt Thiên Lang Vương lóe lên sự kiêng kỵ, dường như nghĩ đến chuyện cũ trước kia. Rất lâu sau, Thiên Lang Vương nói. Nói cho Vân Tiêu Thánh Điện, Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc biết, Thiên Lang Sơn Mạch ta không muốn đánh lâu dài. Khi nào vị điện hạ U Minh Điện này đến, chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến cùng Thư viện Vân Hải lúc đó. Ta hy vọng bọn họ sẽ ra toàn lực giúp đỡ, đặc biệt là Vân Tiêu Thánh Điện, nói cho bọn họ biết. Không bỏ ra sức lực lớn thì cuối cùng đừng mong nhận được lợi ích. Thiên Lang Vương vừa dứt lời liền biến mất ở phía chân trời. Chấm. Vân Hải Thành.
Sau khi Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành thì trực tiếp nhốt mình ở trong phòng tu luyện chữ thiên do Thư viện Vân Hải xây dựng ở trong Vân Hải Thành. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, một khí tức cuồng bạo không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn, những khí tức này chèn ép làm không gian xung quanh không ngừng chấn động. Cho dù hắn đột phá đến bán thánh, nhưng đột phá có hơi nóng vộ, hơn nữa cũng không có thời gian để củng cố, bởi vậy, bây giờ cảnh giới còn chưa ổn định. Cho nên, vừa về tới Vân Hải Thành, hắn đã trốn vào đây và chuẩn bị củng cố cảnh giới của mình. Thời gian trôi qua, khí tức trên người của Dương Diệp dần dần trở nên bình tĩnh. Qua khoảng 2 canh giờ, xung quanh Dương Diệp đều khôi phục sự yên tĩnh. Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra và khẽ nói. Cuối cùng cũng vững chắc rồi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, nhất niệm thuấn sát và tinh thần hộ thể thuật đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhất niệm thuấn sát, không biết nó và băng diệt thần quyền cái này có uy lực lớn hơn. Ngọc vô song bị bắt. 1. Dương Diệp vừa mở ống ngọc ra, ống ngọc liền trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào mi tâm của hắn. Dương Diệp cảm giác đầu nặng nề, tiếp theo có rất nhiều tin tức trào vào trong đầu hắn. Nhất niệm thuấn sát, vừa suy nghĩ, kiếm đã tới. Qua khoảng 1 giờ, Dương Diệp này mới chậm rãi mở 2 mắt ra. Lúc này hắn mới phát hiện, yêu cầu tu luyện nhất niệm thuấn sát rất hà khắc. Đầu tiên, nhất niệm thuấn sát phát động là dựa vào kiếm ý, bởi vậy kiếm ý của người tu luyện ít nhất phải là cảnh giới hư vô nửa bước. Thứ hai, người tu luyện còn cần có kiếm tâm thông minh, bởi vì chỉ có tâm kiếm đạo thuần túy mới có thể làm được trong lòng không tạp niệm. Dung hợp kiếm ý cùng tinh khí thần của bản thân với nhau. Có thể nói, cho dù kiếm kỹ này có rơi vào trong tay của người khác, họ cũng không có cách nào tu luyện, thậm chí cho dù rơi vào trong tay kiếm tu, nếu như đối phương không đạt được yêu cầu của kiếm kỹ này thì cũng không dám tu luyện. Kiếm ý không đủ sẽ bị cắn trả. Thật may là hắn đều đạt được những yêu cầu này. Sau khi xem xong nhất niệm thuấn sát, Dương Diệp biết uy lực của nhất niệm thuấn sát còn mạnh hơn băng diệt thần quyền. Đương nhiên, đây là bởi vì kiếm ý của hắn lúc này đã là cảnh giới hư vô. Nếu như chỉ là kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, uy lực của hai bên chỉ tương đương nhau. Nhưng kiếm ý của hắn là cảnh giới hư vô, dùng kiếm ý cảnh giới hư vô thi triển ra nhất niệm. Thuấn sát, uy lực kia tuyệt đối phải vượt qua băng diệt thần quyền. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn tới tinh thần hộ thể thuật. Hắn vung tay phải lên. Ống ngọc hóa thành một đường ánh sáng tiến vào mi tâm của hắn. Chẳng bao lâu, mọi tin tức liên quan tới tinh thần hộ thể thuật đều xuất hiện ở trong đầu hắn. Tinh thần hộ thể thuật chú ý dẫn dắt lực ngôi sao vô tận trong tinh không vào cơ thể, sau đó hình thành màn bảo hộ ngôi sao. Lực ngôi sao thần bí khó lường, vượt qua thế giới, thậm chí còn vượt qua thiên đạo. Bởi vì ở trong tinh vực xa xôi vô tận, lực ngôi sao là vô cùng vô tận. Từ viễn cổ tới nay, có thế giới bị hủy diệt và linh lực có biến mất, nhưng lực ngôi sao vĩnh viễn tồn tại trong vũ trụ mênh mông. Nhưng ở linh giới có rất ít người có thể tu luyện lực ngôi sao, bởi vì lực ngôi sao ở trong vũ trụ tinh vực xa xôi, cho dù mọi người muốn tu luyện cũng không có cách nào. Thỉnh thoảng có cường giả sáng tạo ra công pháp lực ngôi sao, nhưng uy lực rất bình thường, lâu ngày, nhân loại không ôm ảo tưởng với lực ngôi sao nữa. Tinh thần hộ thể thuật này không phải do người linh giới sáng tạo ra. Theo bên trong ống ngọc giới thiệu, đây là do một chí cường giả của Thư viện Bạch Lộc lấy được từ bên ngoài tinh vực, tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng lưu truyền tới nay chỉ có bản thiếu. Ngay từ đầu, Bạch Lộc Thư viện xem nó là chí bảo, vô số người muốn tu luyện. Nhưng chẳng bao lâu, chí bảo này đã bị học sinh của Thư viện Bạch Lộc cùng với một ít cường giả bỏ qua. Bởi vì tinh thần hộ thể thuật này căn bản không phải dành cho nhân loại tu luyện. Bây giờ mọi người ở linh giới tu luyện huyền khí này cùng lực ngôi sao của tinh thần hộ thể thuật không chỉ không thể dung hợp, trái lại còn có thể phát sinh xung đột. Một khi lực ngôi sao vào cơ thể, vậy kết cục chính là hai loại lực lượng khác nhau xung đột lẫn nhau, nếu như dẫn vào ít lực ngôi sao còn tốt, nhiều lắm chỉ khiến người tu luyện khó chịu trong thời gian ngắn, nhưng nếu như dẫn vào nhiều lực ngôi sao, cũng có thể khiến hai luồng lực lượng xung đột lẫn nhau, sau đó cơ thể nổ tung mà chết. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó cười gượng lắc đầu nói. Mình bị mấy lão già này hãm hại rồi. Nhưng mấy lão già này cũng không có ác ý, bởi vì đoạn đầu của ống ngọc này đã chỉ ra sự nguy hiểm của huyền kỹ này. Rõ ràng, đối phương không thật sự muốn hại hắn, nếu không sẽ không làm như vậy. Tu luyện, hay không tu luyện?
Dương Diệp quả thật có chút khó xử. Tuyệt đối không thể nghi ngờ hiệu quả của tinh thần hộ thể thuật này, vào thời điểm quan trọng nó có thể bảo toàn tính mạng. Thậm chí, dựa vào cái này, hắn còn có khả năng đánh với cường giả cảnh giới thánh giả một trận. Bởi vì chỉ cần hắn học được, cho dù là thánh giả cũng không làm gì được hắn trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu như tu luyện, làm không tốt sẽ khiến cơ thể bị tàn phế. Dương Diệp do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải thử một lần, nếu không bỏ đi như vậy, hắn thật sự có chút không cam lòng. Nói thử liền thử. Dương Diệp rời khỏi phòng tu luyện và đi tới ngọn núi phía sau phủ thành chủ. Buổi tối, bầu trời đầy sao, ánh sao và trăng chiếu xuống. Dựa theo trong ống ngọc nói, lực ngôi sao không phải chỉ buổi tối mới có, bất kỳ giây nào phút nào cũng có lực ngôi sao tồn tại, chỉ có điều khi tu luyện vào buổi tối sẽ có hiệu quả lớn hơn. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, sau đó bắt đầu hấp thu lực ngôi sao. Đương nhiên, cũng không phải nói hấp thu là có thể hấp thu được. Muốn hấp thu lực ngôi sao thì nhất định phải có cách thức đặc biệt. Cũng may trong tinh thần hộ thể thuật có cách thức này. Một canh giờ trôi qua, dần dần có từng điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp, những ánh sao này quấn quanh cơ thể Dương Diệp, sau đó bắt đầu tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Ánh sao vừa vào cơ thể, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Bởi vì dựa theo trên ngọc ống nói, ánh sao vào cơ thể sẽ dẫn tới hai loại lực lượng xung đột lẫn nhau. Tâm thần Dương Diệp quan sát bên trong cơ thể và thấy những ánh sao vào kinh mạch trong cơ thể hắn, trong ánh mắt nghiêm trọng của Dương Diệp, những ánh sao này dung hợp cùng huyền khí màu tím trong cơ thể hắn. Phụt! Trong phút chốc, Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Hai lực lượng khác nhau vừa mới tiếp xúc, lại giống như nước lửa không thể dung hòa, lập tức nổ tung. Nếu không phải kinh mạch trong cơ thể hắn rất chắc chắn, một lần nổ này lại có thể làm cho cơ thể hắn nổ tung mà chết. V. Không thể tu luyện cái này. Dương Diệp quyết đoán buông tha tu luyện tinh thần hộ thể thuật. Nói đùa, vừa mới bắt đầu, lực ngôi sao chỉ vào cơ thể có một ít đã vậy. Nếu như nhiều hơn, không cần phải nói, cho dù hắn không nổ tung mà chết, cũng sẽ bị hành hạ thành người tàn tật. Khi đó, càng khỏi phải nói tới chuyện lợi dụng lực ngôi sao này tới tu luyện. Ngay vào lúc Dương Diệp chuẩn bị buông tha, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một lực hút. Tiếp theo, những ánh sao này đều bị hấp thu vào trong vòng xoáy nhỏ. Dương Diệp sửng sốt. Đột nhiên, vòng xoáy nhỏ chuyển động. Tiếp theo, những ánh sao này lại từ bên trong vòng xoáy nhỏ phun ra. Tuy nhiên lần này những ánh sao hình như đã thay đổi. Dương Diệp nhanh chóng cảm giác chỗ khác biệt. Trong những ánh sao này ẩn chứa hồng mông tử khí. Tiếp theo. Dương Diệp mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện, những ánh sao ẩn chứa hồng mông tử khí tiếp xúc cùng huyền khí màu tím trong cơ thể hắn, hai bên không xung đột lẫn nhau nữa. Trong kinh mạch, một bên là huyền khí màu tím, bên kia là ánh sao, hai bên chung sống hòa bình, cho dù thỉnh thoảng va chạm vào nhau cũng không xung đột, mà nhanh chóng tách ra. Không cần phải nói, ánh sao này nhất định đã bị vòng xoáy nhỏ chăm sóc dạy bảo. Dương Diệp cố nén cảm giác kích động cùng hưng phấn trong lòng, bắt đầu tiếp tục hấp thu lực ngôi sao. Điều hắn cần phải làm là hút lực ngôi sao vào trong cơ thể, sau đó ở bên trong cơ thể hình thành một tinh thạch duy nhất. Khi tinh thạch hình thành, ở thời điểm quan trọng, hắn dựa theo cách thức của tinh thần hộ thể thuật để phát động tinh thạch, lực ngôi sao bên trong tinh thạch sẽ hình thành ngôi sao hộ thể che chở hắn. Tuy nhiên bởi vì công pháp không trọn vẹn, một khi ngôi sao phóng ra ngoài lâu thì những lực ngôi sao này sẽ tiêu tan. Ban đầu, theo bên trong ống ngọc giới thiệu thì lúc phóng lực ngôi sao ra ngoài, hắn cũng sẽ bị hành hạ đau đớn. Bởi vì đã từng có người dựa vào nghị lực mạnh mẽ hút lực ngôi sao vào trong cơ thể, nhưng cuối cùng lúc phát động lực ngôi sao, nó lại phát sinh xung đột cùng huyền khí trong cơ thể, dẫn đến người kia còn chưa có ra tay đã chơi cho mình tàn phế trước. Tuy nhiên hắn sẽ không bị như vậy, bởi vì lúc này lực ngôi sao đã không chỉ đơn thuần là lực ngôi sao nữa, mà có hồng mông tử khí dung nhập. Lúc này lực ngôi sao sẽ không phát sinh xung đột cùng huyền khí trong cơ thể hắn. Nói cách khác, hắn tu luyện tinh thần hộ thể thuật sẽ không xuất hiện di chứng gì. Nhìn ngôi sao trên khắp bầu trời, Dương Diệp khẽ mỉm cười, dần dần phát ra tiếng cười của Dương Diệp vang vọng khắp đỉnh núi. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu bế quan. Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch khôi phục lại sự yên tĩnh. Thiên Lang tộc, Mãng tộc và Kim Cương Viên tộc không tấn công thành,
mà chiếm đóng ở xung quanh Vân Hải Thành, dường như đang chờ đợi gì đó. Yêu thú không tấn công thành, bên Vân Hải Thành lại không dám xông ra. Không có thành trì ngăn cản, nhân loại ở trước mặt yêu thú thật sự không bất kỳ ưu thế nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhân loại có quá nhiều tâm tư. Nếu như nhân loại đoàn kết giống như yêu thú, lấy trí tuệ cùng với các loại thủ đoạn của nhân loại, yêu thú căn bản không chiếm được thượng phong. Đáng tiếc là trong lòng mỗi người đều có một phần tính toán nhỏ nhặt, không đứng trước sống chết thì nhân loại căn bản rất khó vứt bỏ được ham muốn cá nhân, một lòng đoàn kết. Sau khi ngừng chiến, điều đầu tiên Ngọc Vô Song làm chính là quân đội hóa đám người trong Vân Hải Thành. Bởi vì có thư viện Vân Hải ra sức ủng hộ, điều này căn bản không có gì khó. Cùng lúc đó, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn cũng lần lượt phái viện quân tới. Cho dù như vậy, nhưng cả Vân Hải Thành vẫn có bầu không khí nặng nề. Bởi vì ở trong dãy núi bên ngoài Vân Hải Thành vẫn luôn có thú hoang đang gầm thét, mặt đất luôn chấn động. Rõ ràng, càng lúc càng có nhiều yêu thú đang chạy tới Thiên Lang Sơn Mạch. Mưa gió sắp diễn ra. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã qua một tháng. Dương Diệp lẳng lặng đứng trong phòng tu luyện, ở trong tay hắn là một thanh ý kiếm do ý cảnh tập trung thành. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, mũi ý kiếm trong tay hắn dính sát mi tâm của hắn, cả người giống như nhập định. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, toàn thân Dương Diệp lập tức xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Không gian trong phạm vi nghìn trượng xung quanh Dương Diệp lập tức bị nghiền nát, một hố đen rất lớn xuất hiện ở xung quanh hắn, hắn đang ở giữa hố đen, tuy nhiên những vết nứt màu đen lại không có cách nào tới gần hắn. Trong mắt Dương Diệp lộ vẻ hưng phấn, bởi vì bây giờ hắn chỉ sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước phát động nhất niệm thuấn sát, uy lực đã không kém gì băng diệt thần quyền. Nếu như sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể giết được thánh giả. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là đối phương không phản kháng. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và kiếm ý, những vết nứt trong không gian xung quanh lập tức khôi phục bình thường. Đúng lúc này, ngoài phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, rất nhiều tiếng năng lượng nổ lớn không ngừng vang vọng ở trong Vân Hải Thành. Dương Diệp nhíu mày, lúc này, cửa phòng tu luyện đột nhiên bị mở ra. Thương Thanh Ảnh vọt vào phòng tu luyện. Không xong rồi, thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch đột nhiên đánh lén. Ngọc Vô Song bị một thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện bắt đi. Hắn chán sống rồi. Một, chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp vừa dứt lời, người lại xuất hiện ở trước mặt Thương Thanh Ảnh. Đám người Thiên Long Vương đột nhiên tập kích, ra ra ta cùng đám người Trác giáo viên bị ép cùng đám người Thiên Long Vương bước vào không trung giao chiến. Mà vào lúc này, cường giả thánh giả đến từ Vân Tiêu Thánh Điện đột nhiên ra tay bắt Vô Song. Chờ đám người ra ra ta lấy lại tinh thần, đối phương đã dẫn theo Vô Song rời khỏi Vân Hải Thành. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, nếu đối phương có thêm một thánh giả, vì sao không trực tiếp phá hủy Vân Hải Thành? Dương Diệp không hiểu nói. Thiếu chút nữa đã bị hủy rồi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Nếu như không phải thánh giả của Thanh Đạo Môn chạy tới, lúc này sợ rằng Vân Hải Thành đã bị san thành bình địa. Bọn họ bắt Vô Song làm gì? Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không hề phẫn nộ. Từ lâu hắn đã biết rõ phẫn nộ chỉ dành cho kẻ không có năng lực. Hơn nữa, phẫn nộ cũng không thể giải quyết được vấn đề. Thương Thanh Ảnh trầm ngâm một lát, nói. Nếu như ta không đoán sai, chắc là có liên quan đến thể chất của Vô Song. Lâu Thiên Tiêu đang tu luyện một môn công pháp kỳ lạ, chắc hẳn thuộc về loại công pháp song tu. Loại công pháp này cần nữ nhân có thể chất đặc biệt. Cho dù ta không biết thể chất của Vô Song là gì, nhưng ra ra ta từng nói Lâu Thiên Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng. Chắc thể chất của nàng rất quan trọng với Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Hắn chán sống rồi. Thương Thanh Ảnh nheo mắt, Dương Diệp này quá tự tin. Nàng chưa từng gặp Lâu Thiên Tiêu nên không biết thực lực của hắn thế nào, nhưng người dám phát ngôn bừa bãi, muốn khiêu chiến tất cả mọi người trong Thanh Châu có thể yếu được sao? Hơn nữa lấy thực lực cùng cao ngạo của Tăng Viên cũng giống như thiên lôi mặc cho Lâu Thiên Tiêu sai đâu đánh đó, có thể đoán được thực lực của Lâu Thiên Tiêu mạnh đến mức nào. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nói đối phương chán sống. Vậy hắn tự tin hay là tự cao tự đại? Đối phương dẫn theo Vô Song đi tới Thiên Lang Sơn Mạch hay quay về Bắc Giới? Dương Diệp đột nhiên hỏi.
Thương Thanh Ảnh do dự một lúc, sau đó nói. Ở Thiên Lang Sơn Mạch, ngươi có việc gì muốn giấu ta sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh khẽ thở dài, nói. Dương Diệp, ta biết không giấu được ngươi. Ta chỉ hy vọng sau khi ngươi nghe xong có thể bình tĩnh một chút. Sau khi đối phương bắt Ngọc Vô Song Song, nhắn lại là muốn ngươi một mình đi tới Thiên Lang Phong. Bọn họ bắt Ngọc Vô Song còn có một mục đích là muốn giết ngươi. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể đi tới Thiên Lang Phong được. Mưu kế đúng là tốt. Dương Diệp cười lạnh, nói. Bắt Ngọc Vô Song thì có thể dụ ta ra. Bọn họ tính toán thật hay. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh nói. Đám người viện trưởng còn đại chiến ở trong không trung sao? Thương Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Thánh giả của thanh đạo môn kia đâu? Dương Diệp lại hỏi. Thương Thanh Ảnh do dự một lát mới nói. Đối phương. Dương Diệp khoát tay áo, nói. Ta hiểu được, Vô Song cùng đối phương không có quan hệ, hơn nữa, bởi vì quan hệ giữa ta với thanh đạo môn nên đối phương căn bản không có khả năng vì Vô Song mà đi liều mạng với một tên thánh giả. Nói đến đây, Dương Diệp trầm giọng nói. Bây giờ, Thư viện Vân Hải chúng ta, Cổ Kiếm Trai, còn có thanh đạo môn đã liên minh, Cổ Kiếm Trai cùng thanh đạo môn đều phái ra rất nhiều cường giả chạy tới đây. Vì sao thánh giả của Cổ Kiếm Trai cùng thanh đạo môn còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ nhất quyết phải chờ đối phương điều động thánh giả mới ra tay sao? Thương Thanh Ảnh im lặng rất lâu mới nói. Cho dù ba phía chúng ta đã liên minh, nhưng dù sao mọi người cũng không phải thật sự một lòng. Hơn nữa, chuyện này vốn là chuyện của Thư viện Vân Hải ta. Nếu không phải Cổ Kiếm Trai cùng thanh đạo môn e ngại Vân Tiêu Thánh Điện chen chân vào nam giới, sợ rằng bọn họ sẽ không ra tay đâu. Nói chung, nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dốc ra sức giúp đỡ Thư viện Vân Hải ta. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tiếp tục như vậy, mọi người sớm muộn cũng tiêu đời. Nói xong, Dương Diệp lập tức biến mất. Người đi đâu vậy? Thương Thanh Ảnh quá khiếp sợ. Dương Diệp không trả lời. Dương Diệp mới ra khỏi Vân Hải Thành thì có một đường kiếm quang rơi vào trước mặt của hắn, người tới chính là Lục Uyển Nhi. Ngươi muốn đi cứu Ngọc Vô Song sao? Lục Uyển Nhi hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, đã có thể thắng được ta. Lục Uyển Nhi nhìn thẳng Dương Diệp. Nhưng ngươi không thể nào là đối thủ của một thánh giả. Ngươi đi như thế thì chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Uyển Nhi, ta không ngốc, bây giờ ta cùng thánh giả một đấu một, 90% người chết sẽ là ta. Có thể nói bây giờ ta đi tới Thiên Lang Phong, rất có khả năng phải ở lại vĩnh viễn. Nhưng, nói đến đây, ý cười trên mặt Dương Diệp dần nhạt đi, nói. Sống ở thế gian này, rất nhiều lúc chúng ta biết rõ có một số việc không thể làm, nhưng vẫn không thể không làm. Vì sao? Bởi vì một số người, một việc còn quan trọng hơn mạng sống của chúng ta. Dương Diệp biết mình đi tới Thiên Lang Phong như thế là hành vi kích động. Nhưng hắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn biết rõ mình đang làm gì. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi không thể không đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy ta đi chung với ngươi. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp có phần sững sờ, hắn nhìn Lục Uyển Nhi rất lâu, sau đó lắc đầu, nói. Vào lúc này Vân Hải Thành lại tương đương với không có thánh giả tồn tại, nếu ngươi không ở đây, tăng viên tấn công thành thì Vân Hải Thành. Đây là lời nói thật lòng của ngươi. Lục Uyển Nhi đột nhiên cắt ngang lời Dương Diệp. Đây là lý do ngươi thật sự không cho ta đi cùng sao? Dương Diệp im lặng một lát, nói. Một mình ta là đủ rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ liên lụy tới ngươi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.